Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 81 Cái kia tà tu mặc lấy một thân màu xám ma bào, trên mặt có một đạo mặt sẹo, râu ria sồm xoàm, ánh mắt ngoan lệ hung hãn. Cầm trong tay một thanh loan đao, cực kỳ sắc bén, hướng về tiểu nữ hài kia không ngừng chém thẳng. Mà tiểu nữ hài kia, xem ra chỉ có 10 tuổi dáng vẻ chừng gầy gò nho nhỏ, mái tóc dài màu xanh lam cột đôi đuôi ngựa, mặc một bộ màu lam tiểu y phục. Trên thân còn mang theo một số ốc biển hải tinh đồ trang sức, xinh đẹp lại tinh xảo, giống như là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư đồng dạng. Cái này tiểu nữ hài đừng nhìn nhỏ tuổi, nhưng lại rất lợi hại, không ngừng cùng cái kia tà tu so chiêu, tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân, thả ra từng đạo thủy tiễn, cũng để cho cái này tà tu mình đầy thương tích. Chúng ta vẫn là tới chậm, người nơi này đều chết sạch. Cao Hải sắc mặt tái xanh nói ra. Hàn Phong lập tức nói ra, còn chưa chết sạch, còn có cái tiểu nữ hài, nhanh đánh vỡ đại trận đem tiểu hài tử này cứu ra. Khương Tô Nhu cầu mày nói, vấn đề mấu chốt là, chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình rong, tà tu là người nam kia, vẫn là tiểu nữ hài kia nha. Mặc kệ nó, đánh trước phá đại trận, nhìn cái nào cuống cuồng cái nào cũng là tà tu. Hàn Phong nói dứt lời, ba người lập tức liền đi toàn lực công kích trận pháp. Bọn hắn vừa ra tay, đại trận lập tức kịch liệt lay động, cũng đưa tới người ở bên trong chú ý. Tiểu nữ hài nhìn đi ra bên ngoài người đến, vội vàng hô, mấy vị anh hùng, nhanh tới cứu ta nha. Nam tử kia nhìn đến Hàn Phong ba người về sau, ánh mắt bên trong lóe qua một tia hoan lệ, chỉ lấy bọn hắn quát nói: "Các ngươi là ai? Thiếu xen vào việc của người khác, xéo đi nhanh lên, tiếp tục công kích đại trận của ta, lão tử để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này." Đến, xác nhận, nam này là tà tu. Cao Hải một bên công kích đại trận một bên phẫn nộ quát: "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ở chỗ này giết người luyện huyết đan?" chẳng lẽ không biết mảnh này khu vực thuộc về chúng ta âm dương tông quản hạt sao lập tức thúc thủ chịu trói cùng chúng ta về tông môn thẩm phán hỏi tội các ngươi là âm dương tông tà tu sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm xuống xem ra phải nhanh lên một chút luyện chế ra huyết đan bằng không bọn hắn gọi tới càng nhiều người vậy thì phiền toái thân là tán tu không nguyện ý nhất trêu chọc cũng là những cái kia tông môn người giết tiểu nhân đến lớn giết lớn đến lão một mực giết không hết chỉ thấy hắn đưa tay chính là mấy đạo đao mang chém đi ra đao mang kia thông suốt thông qua trận pháp hướng về hàn phong ba người bổ tới ba người lập tức huy kiếm đón đỡ đem cái này mấy đạo đao mang chém nát cái kia tà tu thấy thế lần nữa không ngừng vung ra đao mang đến trở ngại hàn phong ba người công kích trận pháp hắn mục đích rất đơn giản cái kia chính là không cho ba người này phá hư đại trận trì hoãn đến huyết đan luyện tốt về sau cầm huyết đan liền đi không chơi chọc những thứ này đại tông môn đệ tử hàn phong ba người mệt mỏi đón đỡ đối phương công kích đối phương có thể đánh đến bọn hắn bọn hắn lại đánh không đến đối phương cái này để bọn hắn rất phiền bên trong cái kia mái tóc màu xanh nước biển tiểu nữ hài thấy thế về sau cắn răng quay đầu hướng phía ngoài ba người hô ta có thể liều mạng cuốn lấy hắn như là các ngươi muốn đuổi nhanh phá vỡ trận pháp tuyệt không thể để máu của hắn đan thành hình nhất định muốn nhanh nha nói dứt lời tiểu thân thể của cô bé nhẹ nhàng bay lên nâng lên hai cái tay nhỏ cao giọng hô đời đời vì kỷ hải ti triệu lên tóc của nàng trong lúc đó hóa thành từng cái từng cái thủy ti thủy ti hình thành màn sân khấu hướng về kia cái tà tu quấn lách đi qua cái kia tà tu thấy thế lập tức rút đao vung chặt bổ về phía những cái kia thủy ti màn sân khấu nhưng rút đao chém nước nước càng chảy nước cho dù là bị bổ đoạn hậu còn có thể một lần nữa tục lên cái kia vô số thủy ti đem cái kia tà tu quấn quanh ở trong đó như muốn trói buộc thế nhưng tà tu cũng không phải ăn chay nương tựa theo ưu tú thân pháp vừa đi vừa về tránh né những cái kia thủy ti công kích sắp bị quấn chặt lấy thời điểm thì lập tức đem chặt đứt bất kể nói thế nào tiểu nữ hải vẫn là thành công kéo lại cái kia tà tu hàn phong ba người đạt được thời gian quý giá có thể công kích đại trận nhanh thời gian cấp bách chúng ta toàn lực công kích đại trận đem trận pháp phá vỡ loại này đại trận trận cước đều ở bên trong chúng ta không hiểu trận pháp không có cách nào mưu lợi phá trận mắt chỉ có thể sử dụng cậy mạnh cao hải một bên nói một bên dơ kiếm trùng điệp bổ về phía trận pháp. Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu cũng là như thế. Hàn Phong nhìn lấy bên trong tiểu nữ hài kia, sợ hãi than nói, cái này tiểu nữ hài là ai à? tuổi nhỏ như thế liền có thể cùng một cái luyện khí kỳ chín tầng tu sĩ đánh có đến có về, còn có thể phát ra thủy tiễn công kích, tóc đều có thể biến thành nước, thật lợi hại nha. Khương Tô Nhu nghĩ nghĩ về sau, nói ra, có thể là thủy thuộc tính linh căn đi, bất quá nhỏ như vậy thì lợi hại như vậy, thật rất hiếm thấy. Cao Hải thở dài, nói ra, đừng xem, nàng không phải người, là yêu. Khương Tô Nhu kinh ngạc nói, yêu, tiểu hài tử này, là yêu thú. Vì cái gì không có một chút yêu thú đặc điểm à, biến hóa hóa tốt như vậy sao? Mà lại có thể biến hóa yêu thú, trên cơ bản đều có thể nghiền ép chúng ta cả cái tông môn đi, vì cái gì còn không giải quyết được một cái luyện khí kỷ. Vậy cũng không biết, ta nhiều nhất chỉ có thể nhìn đi ra cái này tiểu nữ hài là yêu, cụ thể cái gì yêu nhỉ không ra bởi vì trong cơ thể của nàng căn bản cũng không có nhân loại ngũ tạng lục phủ, ta thần thức dò xét điều tra ra. Mặc kệ là người hay là yêu, nàng đang giúp chúng ta ngăn cản tà tu, cái kia chính là tốt yêu, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Ba người gấp rút tốc độ, đều lấy ra chính mình tốt nhất pháp bảo, đem hết toàn lực đến công kích đại trận này. Theo lấy bọn hắn không ngừng công kích, trên đại trận này mặt vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Muốn đến chi chống đỡ không được bao lâu, thì có thể đem phá vỡ. Bên trong cái kia tà tu, gặp đến đại trận sắp phá vỡ, trong lòng khẩn trương, cũng không đoái hoài tới lại cùng tiểu nữ hài chiến đấu. Cũng không đoái hoài tới huyết đan còn không có hoàn toàn thành hình, lập tức liền muốn đi lấy cái kia một cái huyết đan. Nhưng tiểu nữ hài hiển nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặc hắn đi đoạt, chỉ thấy tiểu nữ hài mềm mại quát một tiếng, trên thân thủy ti lần nữa hướng về kia tà tu vò tới. Tà tu thấy thế tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát. Đây là ngươi bức ta. Hắn cầm lấy đao trong tay, đưa vào linh khí cùng mình khí huyết, Thu nạp trong không khí tràn ngập khí huyết, tiến vào trong đao, liền muốn thi triển sát chiêu tới giết rơi cái này tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nâng lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khí phẫn nộ quát, ta mới không sợ ngươi đây, tới đi. Nhận đời đời chi phù hộ, tụ vạn tượng vì long. Tiểu nữ hài trong tay ngưng tụ lại một cái đại thủy cầu, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo to lớn ngập nước màu lam đầu rồng xuất hiện, đem tiểu nữ hài đều bao bọc ở bên trong, sau đó đầu rồng kia mở ra miệng rộng một đạo to lớn thủy trụ liền hướng về kia cái tà tu vọt tới. Cái kia tà tu giận quát một tiếng, giơ lên trong tay huyết khí loan đao, liền hướng về tiểu nữ hài giết tới. Hắn cùng thủy trụ chạm vào nhau, đối cứng lấy thủy trụ, giết tới tiểu nữ hài trước mặt, một đao bổ vào cái kia đầu rồng phía trên. Đầu rồng ầm vang nổ nát vụn, hai người đều té bay ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 82 Tiểu nữ hài trùng điệp ngã xuống, úp sấp mặt đất, bộ dáng làm bộ đáng thương, muốn phải gian nan đứng người lên, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Nàng toàn thân đều là thương thế, vết thương chồng chất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, lại không có một chút vết máu. Cái này khiến Hàn Phong cảm thấy có điểm kỳ quái, cho dù là yêu thú, cũng là có máu tươi hà. Cái này tiểu nữ hài, đến tục cùng là cái gì giống loài à? Nhanh, đánh vỡ trận pháp này, tiểu nữ hài kia không chịu nổi. Cao hải lớn tiếng gầm thét lấy, cùng hàn phong khương tô nhu cùng một chỗ liều mạng công kích trận pháp kia trận pháp vết nứt càng ngày càng nhiều phát ra răng rắc răng rắc thanh âm mắt thấy thì sắp không kiên trì được nữa cái kia tà tu nhìn thấy một màn này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ánh mắt hung ác giận dữ hét cái này là các ngươi bức ta đó chỉ thấy hắn lập tức đằng không bay lên đi tới cái kia một hạt huyết đan trước mặt đem ôm đồm đến trong tay sau đó hai mắt đỏ bừng chừng lấy phía ngoài ba người nghiến răng nghiến lợi nói cái này vốn là người khác ủy thác ta đến luyện chế, một cái huyết đan, đổi năm vạn linh thạch, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi. Có thể hết lần này tới lần khác ra đến như vậy cái cổ quái tiểu nha đầu phiến tử, lại đi ra các ngươi ba người này. Cái này huyết đan, lão tử cũng không bán, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Chỉ thấy hắn đem cái kia huyết đan một thanh nuốt vào trong miệng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công lên. Không tốt, hắn muốn luyện hóa huyết đan đến đột phá trúc cơ, nhanh, đánh vỡ đại trận, ngăn cản hắn. Cao Hải càng lo lắng, bắt đầu liều lĩnh, cho dù là chính mình sẽ bị thương thế phản phệ cũng muốn đánh vỡ đại trận. Rốt cục, tại ba người không ngừng nỗ lực dưới, cái kia một tòa đại trận ẩm vang phá toái. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm huyết tinh xác thối mùi vị đập vào mặt, để bọn hắn ba người suýt nữa nôn mửa ra. Tiểu Hồ Ly, ngươi đi xem một chút tiểu nữ hài kia, cho nàng ăn một viên phục linh đan, chúng ta đi giết địch. Hàn Phong nắm lấy tiểu hồ ly ném về phía cái kia lam tóc tiểu nữ hài. Cao Hải mang theo Hàn Phong hai người, hướng về kia tà tu liền giết tới. Bọn hắn tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền giết tới cái kia tà tu trước mặt. Ba người giơ kiếm chém liền, đột nhiên, cái kia tà tu bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt kia tràn ngập vô tận huyết khí, giống là có một cơn lốc xoáy một dạng. Ngay sau đó, hắn trên thân khí thế trong lúc đó bộc phát ra, một cỗ khí lãng hướng về bốn phía bao phủ, đem Cao Hải ba người toàn bộ đều cho hướng bay ra ngoài. Ha 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 ha, tà tu cười ha ha lấy Nguyên lai luyện huyết đan đột phá dễ dàng như vậy à? Ta huyết khí nền đài so với bình thường trúc cơ nền đài muốn cường đại quá nhiều, trách không được những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử nghĩ như vậy muốn huyết đan đầy, ngưng tụ mấy vạn phàm nhân khí huyết dựng thành máu của ta sắc nền đài. Ha 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 ha! Các ngươi đều phải chết, đều phải chết! Cái kia tà tu ngông cuồng cười lớn, sách lấy trong tay loan đao liền hướng về cao hải giết tới. Hàn phong ba người bên trong, cao hải là trúc cơ tầng dưới cường giả. Tu vi là cao nhất, cái kia tà tu tự nhiên muốn công kích trước hắn. Chỉ cần có thể giết chết cái này người trúc cơ, mặt khác hai cái luyện khí kỳ tiểu thì đều là một bữa ăn sáng. Một bên khác, tiểu hồ ly đi tới tiểu nữ hài bên người, phí sức muốn đem nàng kéo lên, lại phát hiện mình căn bản kéo không nhúc nhích. Tiểu nữ hài hấp hối, cực kỳ đáng thương, động đều không cách nào động. Tiểu hồ ly lo lắng không thôi, nói ra, "Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỉ, tỷ, ngươi tỉnh, nhanh đem cái này đan dược ăn." nó xuất ra một hạt khương tô nhu đưa nó phục linh đan đút cho tiểu nữ hải phục linh đan vào miệng tan đi hóa thành dược lực tiến vào tiểu thân thể của cô bé nhưng không thấy thương thế của nàng có chút chuyển biến tốt đẹp tiểu nữ hải ý thức mơ hồ tự mình lẩm bẩm nước nước tiểu hồ ly lo lắng không thôi ta đây đi đâu cho ngươi tìm nước nha nước biển cũng không thể uống nha ngươi lại kiên trì kiên trì chờ bọn hắn xử lý người xấu để bọn hắn mang ngươi về tông môn đi liệu thương chúng ta đều là người tốt tốt yêu tiểu tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng. Nước. Tiểu nữ hài hai mắt một phen, ngất đi. Lúc này Cao Hải đối mặt cái kia tà tu, vậy mà đã rơi vào hạ phong, bị cái kia tà tu đánh liên tục bại lùi. Cái này tà tu là huyết đan thành tựu trúc cơ, huyết sắc nền đài lực lượng cực kỳ cuồng bạo, so phổ thông trúc cơ lực lượng muốn càng thêm cường đại. Nhưng đối tự thân thương tổn cũng là tương đối lớn, dù sao thể nội có quá nhiều không thuộc về tự thân huyết khí. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình, nhưng uy lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ thì liên sớm đã đột phá trúc cơ kỳ cao hải lúc này vậy mà đều không phải cái này vừa mới đột phá tà tu đối thủ bị đánh liên tục bại lui trên thân cũng đều xuất hiện thường thế hàn phong gặp tình huống như vậy cũng biết mình không thể lại mò cá sau đó lập tức cầm lấy ngự phong linh kiếm một đạo kiếm mang hóa thành phong nhận hướng về kia cái tà tu giết tới cái kia lông vũ hình dáng phong nhận hướng về kia tà tu đâm tới tà tu không có cái kia hàn phong cái này luyện khí kỳ công kích coi ra gì Liên tục ngăn chặn đều không chặn, trực tiếp tùy ý cái kia phong nhận đâm đến trên người mình. Thế mà, chờ cái kia phong nhận đâm xuyên cánh tay của hắn lúc, hắn mới biết được, chính mình 10 phần sai, xem thường cái này luyện khí kỳ đệ tử. Hắn lập tức xoay người lại, loan đao trong tay bỗng nhiên vung lên, hướng về Hàn Phong bổ tới. Mà lúc này Hàn Phong cũng giơ lên kiếm, hướng về kia tà tu một kiếm bổ xuống. Chỉ nghe cong một tiếng tiếng vang, cái kia tà tu một đao bổ vào Hàn Phong trên thân kiếm, hai người đều là lui lại khác biệt chính là cái kia tà tu chỉ là lui về phía sau mấy bước thì ổn định thân hình mà hàn phong lại là trực tiếp bay rớt ra ngoài hàn phong bị chấn động thể nội khí huyết cuồn cuộn thụ một chút nội thương cái kia tà tu nhìn lấy hàn phong cười lạnh nói hảo tiểu tử giả heo ăn thịt hổ đúng không cái kia cái trúc cơ kỳ ta một đao vỗ xuống hắn đều phải thụ thương bổ ngươi vậy mà lông tóc không tổn hao gì có thể ngươi rõ ràng là luyện khí kỳ lại có thể phát huy ra có thể so với trúc cơ tầng dưới lực lượng còn có thể cứng rắn tiếp ta một kiếm, tiểu tử ngươi rất cổ quái à. Nếu là đem ngươi cũng đã giết luyện thành huyết đan, ha ha ha, vậy khẳng định phá lệ mỹ vị. Nói dứt lời, hắn không tìm người khác, trực tiếp hướng về Hàn Phong giết tới. Cao Hải cùng Khương Tô Nhu lập tức theo hai bên hướng về kia tà tu giết tới, nhưng bọn hắn tốc độ lại còn lâu mới có được cái kia tà tu nhanh. Trong chớp mắt, cái kia tà tu liền giết tới Hàn Phong trước mắt. Hàn Phong lạnh hừ một tiếng, thi triển Tốn Tự Quyết thần thông vấn thanh phong. Một bên tốc độ bạo tăng, thoát ra lui lại, một bên phất tay chính là hai đạo vòi rồng nhỏ xuất hiện. Cái kia hai đạo vòi rồng, một chiếc một sau ầm vang đụng phải cái kia tà tu trên thân, đem liên tục đánh lui hai lần. Thừa dịp cái này hai lần đánh lui, Hàn Phong cùng kéo dài khoảng cách, Cao Hải cùng Khương Tô Nhu cũng giết tới cái kia tà tu trước mắt. Hai thanh kiếm hung hăng hướng về kia tà tu bổ tới. Cái kia tà tu cắn răng hừ lạnh, đầu tiên là cứng rắn chịu bọn hắn hai kiếm, bị đâm đâm thủng thân thể. Sau đó một đao bổ vào cao hải trên thân, tại cao hải trên ngực bổ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, sau đó một chân đá bay cao hải, trong tay loan đao nhanh như thiểm điện giống như hướng về Khương Tô Nhu bổ tới. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 83. Khương Tô Nhu thấy thế, đến không kịp trốn tránh, lập tức nhấc ngang kiếm đến, chống đỡ đối phương công kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Tô Nhu kiếm trong tay tuột tay mà ra, bị mãnh liệt chấn động phản phệ, đại miệng phun ra máu tươi hướng về đằng sau té bay ra ngoài. Hàn Phong thấy thế, giận nghiến răng nghiến lợi, gặp cái kia tà tu còn muốn đi truy sát Khương Tô Nhu, hắn lập tức thi triển tốc độ nhanh nhất xung phong liều chết tới. Một đạo vòi rồng đánh ra đến, đem cái kia tà tu cho đánh bay ra ngoài, chính mình thì một tay lấy Khương Tô Nhu cho ôm vào trong lòng. Ngươi thế nào? Ta không sao, ta là mộc thuộc tính linh căn, tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng sinh mệnh lực cùng sức hồi phục rất mạnh, hắn muốn giết ta rất khó, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi chiến nấu. Khương Tô Nhu lau đi khóe miệng, đồng thời theo trong túi chữ vật lấy ra một cây roi, hướng về kia cái tà tu liền quất tới. Cái kia tà tu bất ngờ không đề phòng, bị Khương Tô Nhu cây roi cho hung hăng rút chúng, tuy nhiên cái kia một roi không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng cây roi lại mắt trần có thể thấy nhanh chóng biến dài, tạo thành một sợi dây leo, đem cái kia tà tu cho một mực trói buộc ở bên trong. Hàn Phong cùng Cao Hải thấy thế, ám đạo tận dụng thời cơ, lập tức liền xông lên phía trước, một trước một sau, đem trong tay kiếm đâm xuyên cái kia tà tu lồng ngực. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười, coi là cứ như vậy, tà tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, cái kia tà tu lại cười lạnh một tiếng, giống như là không có cảm giác đau một dạng, miệng vết thương trong lúc đó huyết khí tràn ngập. Cả người khí thế đại tác, một đạo cương mãnh cùng cực huyết khí mãnh liệt bộc phát ra, chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía, đem ba người toàn bộ đều cho hướng bay ra ngoài. Hàn Phong chỉ tới kịp ôm lấy Khương Tô Nhu dùng phía sau lưng của mình giúp nàng ngăn trở đại bộ phận công kích ba người tất cả đều trùng điệp rơi trên mặt đất cái kia trói buộc lấy tà tu cây roi dây leo cũng đứt thành từng khúc nát đầy đất cao hải chật vật đứng người lên sắc mặt ngưng trọng nói ra không tốt hắn thiêu đốt chính mình khí huyết kích phát huyết sắc nền giữa đài lực lượng hiện tại chiến lược tăng vọt so chúng ta ba cái đều muốn mạnh hơn nhiều lắm vậy làm sao bây giờ hàn phong lau đi khóe miệng máu tươi hỏi chỉ có thể cầu viện cao hải nói dứt lời bỗng nhiên nhìn về phía phía tây sau đó mừng lớn nói không cần chúng ta viện binh đến rồi hàn phong cùng khương tô nhu cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía tây bay tới hai vệt cầu vồng hai người kia không có phi kiếm cùng phi hành pháp khí lại có thể ngự không phi hành hiển nhiên là trúc cơ cường giả hàn phong cùng khương tô nhu không biết hai người kia nhưng nhìn đến chính mình tông môn phương hướng bay tới hai vị trúc cơ cường giả cũng yên lòng có hai vị này trúc cơ cường giả giúp đỡ cái này xử lý cái kia tà tu là ổn cao hải vui vẻ khua tay nói diệp thanh vân diệp liễu xuyên tiền bối chúng ta ở chỗ này nhanh tới giúp chúng ta cùng một chỗ giết địch à nghe vậy hàn phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống người đến lại là diệp ra người khương tô nhu thấy được hàn phong sắc mặt lôi kéo tay của hắn nói ra không có chuyện gì đây là tông môn ủy nhiệm nhiệm vụ người diệp ra không dám ở thời điểm này đối với chúng ta động thủ trừ phi bọn hắn đem chúng ta ba cái đều giết chết như là ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy Cao Hải sư huynh sẽ không đi cáo bọn hắn sao. Người tới là hai trung niên tu sĩ, Cao Hải gọi bọn họ tiền bối, là kính trọng bọn hắn lớn tuổi, mà không phải bọn hắn tu vi cao bao nhiêu. Cái kia hai cái người Diệp ra đến về sau, ở giữa không trung dừng lại, nhìn một chút mảnh này chiến trường. Diệp Thanh Vân nhìn đến Hàn Phong về sau, cười lạnh nói, nha, đây không phải cái kia muốn cùng chúng ta Diệp ra không chết không thôi tiểu tặc nha, thật sự là khéo léo à, vậy mà tại cái này địa phương gặp người. Hàn Phong sắc mặt tái xanh, không có trả lời, quan sát đến hai người này thái độ. Cao Hải Cao Mày nói, hai vị, cái này tà tu phá lệ khó chơi, chúng ta nhanh đồng loạt ra tay, đem hắn xử lý, sau khi trở về chia đều công lao cũng tốt. Ồn ào, mùng còn hôi sữa, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Diệp Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía cái kia tà tu, răng giặc nói ra, huyết đan đâu. Tà tu hừ lạnh nói, các ngươi tới quá muộn bọn hắn công kích thật chặt ta đánh không lại bọn hắn không có cách nào chỉ có thể nuốt huyết đan đột phá trúc cơ mới có thể kiên trì đến bây giờ lời vừa nói ra cao hải hàn phong ba người sắc mặt kịch biến cao hải khó có thể tin nói cái này huyết đan là các ngươi diệp ra sai xử hắn luyện chế ồn ào diệp thanh vân giận dữ một trưởng oanh đến cao hải trên thân cao hải đại miệng phun ra máu tươi trùng điệp ném tới mặt đất hàn phong cùng khương tô nhu lập tức đi đỡ lấy hắn Diệp Thanh Vân ánh mắt âm lãnh nhìn về phía cái kia tà tu, hừ lạnh nói: "Ngươi dám chúng ta Diệp gia huyết đan nuốt? Chúng ta Diệp gia chăm chú chọn lựa ra như thế một khối địa phương, chính là vì luyện chế huyết đan cho cháu của ta Diệp Long Uyên đột phá trúc cơ dùng. Cái này bốc lên như thế lớn phong hiểm mới luyện chế huyết đan, ngươi dám đem nó nuốt?" Tà tu cũng không cam chịu yếu thế, lúc này phi lên thân, phẫn nộ quát: "Họ Diệp, lúc ấy bọn hắn đã phá vỡ đại trận, huyết đan còn không có hoàn toàn hình thành." Ngươi cảm thấy chỉ bằng ta một cái luyện khí đỉnh phong, có thể đánh thắng được cái này một người trúc cơ hai cái luyện khí đỉnh phong sao? Ta nếu là không nuốt huyết đan, ta hiện tại cũng sớm đã chết rồi, huyết đan cũng bị bọn hắn cướp đi, các ngươi liền cọng lông đều vơ vét không đến. Lần này huyết đan chính ta ăn, thù lao của các ngươi ta một phân tiền không muốn, cùng lắm thì ta lại đi địa phương xa một chút, lại cho các ngươi luyện một cái huyết đan, làm tiếp giao dịch tốt. Diệp Thanh Vân gật đầu nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý là chúng ta tới đã chậm để cái này ba cái tiểu tặc cho pha trộn thất bại sự kiện này như vậy đi chúng ta trước cùng lúc làm sạch cái này ba cái tiểu tặc lại cùng đi tìm kiếm cái khác nơi thích hợp giết người luyện đan bọn hắn nghe được chúng ta sự tình quyết không thể để bọn hắn còn sống rời đi được ta cũng muốn giết mấy cái này tiểu tặc nói dứt lời tam đại trúc cơ cường giả tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn về phía hàn phong ba người một cái tà tu bọn hắn ba đều đánh không lại càng đừng đề cập còn có hai vị trúc cơ trung tầng cường giả. Ba người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ à. Cao Hải thấy thế, giận nghiến răng nghiến lợi, nói ra, trước đó tế tổ bí cảnh thời điểm, đã cảm thấy các ngươi diệp ra không có một cái tốt. Bây giờ vậy mà giết mấy vạn dân chúng vô tội luyện đan, liền vì để một cái diệp long uyên đột phá đến trúc cơ. Vô sỉ. Các ngươi vô sỉ cùng cực. Tiên môn bại loại. Hừ, tiểu tử, ngươi là thật ấu trĩ à, được làm vua thua làm giặc đạo lý ngươi không hiểu sao tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua chỉ bất quá bởi vì thiết luyện lão già kia đem các ngươi bảo vệ quá tốt rồi để cho các ngươi coi là tu chân giới là một mảnh thiên đường chuyện này với các ngươi cũng không tốt chúng ta diệp ra thủy chung cho rằng cái kia các đệ tử biết tu chân giới tàn khốc một mặt mới có thể để các ngươi trưởng thành cao hải không lại phản ứng đến hắn một bà nhấc lên trước ngực một cái gương đồng nhét vào hàn phong trong tay nhanh chóng nói ra hàn sư đệ tốc độ ngươi nhanh mau dẫn lấy khương sư muội trước trốn một bên chạy trốn một bên cầu viện. Trong này có ghi chép quá trình chiến đấu, cùng Diệp ra chứng cứ phạm tội, ta đến cản bọn họ lại, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 84, Hàn Phong khẩn trương nói, Cao Sư Huynh. Bớt nói nhảm, hai người các ngươi chỉ là luyện khí kỳ, lưu lại chúng ta đều phải chết, Diệp ra chứng cứ phạm tội cũng không có cách nào hồi báo cho tông môn. Khương Sư muội tu vi yếu nhất, ngươi cũng không đành lòng thấy được nàng chết ở chỗ này đi. Đi mau. Cao Hải bỗng nhiên đẩy Hàn Phong, lấy ra một hạt thị huyết đan, chính mình ăn vào, sau đó nhanh chóng rút kiếm, hướng về kia ba người giết tới. Hàn Phong lại cảm động vừa thống khổ, trên tình cảm nói cho hắn biết không thể vứt xuống chiến hữu chính mình chạy trốn, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, nếu là không chạy, tất cả đều phải chết ở chỗ này, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, thì liên diệp ra chứng cứ phạm tội cũng mang không đi ra. Cao Sư Huynh, thật xin lỗi, ta nếu là có thể trở lại tông môn, tất nhiên sẽ vì ngươi báo thủ rửa hận hàn phong kéo khương tô nhu cánh sau lưng triển khai nhanh chóng vọt tới nơi xa tiểu hồ ly lập tức nhảy tới trên vai của hắn hàn phong tay trái một thanh ôm lên cái kia lam tóc tiểu nữ hài tay phải lôi kéo khương tô nhu hướng về phía tây nhanh chóng bay đi cái này tiểu nữ hài vô luận là người hay là yêu nhưng đều là thiện lương nàng con như thế tiểu không cần phải chết ở chỗ này hàn phong cùng khương tô nhu đều đem hết toàn lực nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn Khương Tô Nhu một bên chạy vội, một bên xuất ra truyền âm ngọc giản, nhanh chóng nói ra, sư tôn, nhanh tới cứu chúng ta, diệp ra người làm phản rồi, huyết đan là bọn hắn luyện chế, muốn đuổi giết chúng ta. Ca ca, nhanh tới cứu chúng ta, người diệp ra giết người luyện đan, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Cha, nhanh tới cứu chúng ta nha. Khương Tô Nhu phân biệt cho sư tôn của nàng, phụ thân cùng ca ca truyền tin cầu viện, nhưng viện binh có thể cái gì thời điểm đến, nàng cũng nói không chính xác. Dù sao, truyền âm loại chuyện này thì cùng gửi nhắn tin giống như đối phương cái gì thời điểm nhìn đến, toàn bộ nhờ tùy duyên. Một bên khác, Cao Hải cũng cùng cái kia tam đại trúc cơ cường giả phát sinh kịch chiến. Diệp Thanh Vân sắc mặt tái xanh nói, cái kia hai cái tiểu tặc mang theo chứng cứ chạy, đến tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Một cái khác trúc cơ cường giả Diệp Liễu Xuyên hừ lạnh nói, phơi bọn hắn cũng chạy không ra bao xa, chúng ta trước hết giết tiểu tử này, lại đi truy cái kia hai cái luyện khí kỳ, tiểu tử này mới là trọng yếu như là bất kể hắn, ngược lại bị hắn tiến vào đáy biển chạy, chúng ta có thể đi nơi nào tìm hắn, muốn giết cũng là trước hết giết mạnh. Nói dứt lời, ba người lập tức hướng về Cao Hải xung phong liều chết tới, vây công Cao Hải. Cao Hải tuy nhiên ăn thị huyết đan, trong thời gian ngắn có thể gia tăng chiến đấu lực, nhưng hắn đối mặt là một cái chiến đấu lực tăng vọt tà tu cùng hai người trúc cơ trung tầng cường giả. Thị huyết đan cũng không thể san bằng phương diện này chênh lệch. Cao Hải giống giận, sử xuất liều mạng đấu pháp, hận không thể cùng cái này ba tên bại hoại cặn bã đồng quy vu tận. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay, vẻn vẹn một hai phút về sau, hắn liền mình đầy thương tích, thì liền tâm tạng đều bị Diệp Thanh Vân một kiếm xuyên thủng. Thấy hẳn phải chết cao hải, dẫn dữ hết, sư môn bại loại, lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nói dứt lời, toàn thân đẫm máu hắn liền điều động thể nội tất cả linh khí, trực tiếp dẫn nổ nền đài, đem thể nội tất cả linh khí, toàn bộ quán thâu đến kinh mạch bên trong, sau đó dẫn nổ những cái kia cùng bạo linh khí. Hắn quay đầu, nhìn về phía phía tây, thì thảo nói ra, Hàn sư đệ, dựa vào các ngươi, chúng ta tông môn, tuyệt đối không cho phép loại này bại loại xuất hiện. Không tốt, hắn muốn tự bạo, tránh mau. Diệp Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thoát ra lùi lại. Ba người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lùi lại, nhưng Cao Hải vẫn là ẩm vang tự bạo. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, nổ tung sinh ra, một cỗ to lớn sóng xung kích, mang theo linh tinh huyết nhục mảnh vỡ, ầm vang trùng kích đến cái kia ba người trên thân. Ba người bị sông té bay ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức. Cái kia tự bạo không thể giết bọn hắn, nhưng cũng để bọn hắn thương thế không nhẹ. Má nó, sơ xuất. Diệp Thanh Vân cắn răng, phẫn nộ quát, nhanh lên, mau đuổi theo cái kia hai cái tiểu tặc, đừng để bọn hắn chạy. Không cần hắn nói, hai người khác cũng đều đứng lên, lập tức hướng về kia hàn phong truy giết tới. Diệp Thanh Vân một bên bay vừa nói, chúng ta đến nhanh lên một chút, và nhất tiểu tử này cho tông môn truyền tin, muốn là kết đan hoặc là nguyên anh cường giả tới, chúng ta thì xong đời. Cái kia tà tu nghe vậy, câu mày nói, ý của ngươi là nói, các ngươi tông môn cường giả sẽ đến. Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể trước khi tới, giết chết cái kia hai tên tiểu tử. Tà tu lập tức nói ra, vậy các ngươi đuổi theo đi, ta còn có việc, đi trước, các ngươi muốn tìm ta, liền đi chỗ cũ, ta chờ các ngươi ba ngày, ba ngày không đến ta liền rời đi nói dứt lời hắn lập tức quay người hướng về phía đông bay đi đúng vậy hắn sợ hắn đối hàn phong cũng không có cái gì khâu chết không thôi cừu hận không đáng vì giết hàn phong bốc lên gặp phải âm dương tông cường giả mạo hiểm hắn chạy diệp thanh vân tuy nhiên khi nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành chịu nhưng chịu không được tà tu có thể khâu truy hàn phong bọn hắn không thể khâu truy dù sao biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay cái kia tà tu là cái tán tu biển rộng mênh mông tùy tiện vừa chui, ai cũng tìm không thấy. Nhưng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn còn có gia tộc tại tông môn bên trong đây. Bọn hắn nhất định phải giết chết Hàn Phong, đoạt lại chứng cứ. Bọn hắn dù sao cũng là trúc cơ cường giả, Hàn Phong cũng là tốc độ lại nhanh, đó cũng là cái luyện khí kỷ. Cho dù hắn là phong thuộc tính linh căn, cho dù hắn có vũ dực bảo vật, nhưng thực lực tuyệt đối trên lệch ở chỗ này bày biện đây. Không bao lâu, bọn hắn đã tại sau lưng chân trời thấy được cái kia hai cái người diệp ra không tốt bọn hắn đuổi theo tới cao sư huynh khẳng định là chết trận hàn phong sắc mặt tái xanh nói đúng lúc này nàng ôm cái kia lam tóc tiểu nữ hài mơ màng tỉnh lại hư nhược nói ra nước nước hàn phong lo lắng nói ngươi đừng nói chuyện chúng ta chạy trở về sau cho ngươi nước uống đem ta ném trong nước đem ta ném xuống biển nhanh tiểu nữ hài lẩm bẩm nói hàn phong nghe vậy lông mày cau chặt loại tình huống này hắn sao có thể vứt bỏ một đứa bé đâu Khương Tô Nhu bỗng nhiên nói ra, nhanh ném nàng, nàng nếu là yêu thú, nơi này phụ cận tất cả đều là đại hải, vậy khẳng định là hải sinh yêu thú, ở trong nước biển có trợ giúp nàng khôi phục. Mục tiêu của địch nhân là chúng ta, không phải nàng, sẽ không đi truy sát nàng. Tốt. Hàn Phong lập tức hướng phía dưới lao xuống đến, hạ xuống một chút độ cao về sau, đem tiểu nữ hài cho ném vào hải lý. Không có tiểu nữ hài, bọn hắn tốc độ hơi nhanh hơn một chút, nhưng sau lưng địch nhân càng ngày càng gần giống như là lúc nào cũng có thể giết tới bên cạnh bọn họ một dạng. Hàn Phong thấy thế, lập tức kế thượng tâm đầu, một thanh cầm xuống chính mình vũ dực linh bảo, bỏ vào Khương Tô Nhu sau lưng, nói ra, nhanh, luyện hóa nó, sau đó dùng nó đến phi hành, có thể để ngươi tốc độ càng nhanh. Khương Tô Nhu nghe vậy lập tức nói ra, không được, cho ta ngươi dùng cái gì, ngươi là phong thuộc tính, đối với tuyển hành phong dực càng thích hợp ngươi. Bớt nói nhảm, ta còn có tốt hơn, ngươi nhanh luyện hóa. Hàn Phong giận dữ hết, Khương Tô Nhu thấy thế, cũng không do dự nữa, lập tức luyện hóa tuyển hành phong dực. Thế mà, Hàn Phong lại đem tiểu hồ ly cùng cái kia gương đồng, cũng kín đáo đưa cho Khương Tô Nhu. Ta đến dẫn tới bọn hắn, ngươi chạy mau. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 85, Hàn Phong. Nhìn lấy Hàn Phong cái kia làm việc nghĩa không trùn bước xông về đi thân ảnh, Khương Tô Nhu khản giọng hô to, nước mắt trong nháy mắt ướt hốc mắt. Nghịch cảnh gặp chân tình, tại loại nguy cơ này trước mắt, hàn phong có thể vì nàng một mình thẳng hướng ba cái kia trúc cơ cường giả phấn đấu quên mình vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ giờ khác này khương tô nhu trái tim tan nát rồi giờ khác này khương tô nhu trái tim tan nát rồi từ trước đến nay tâm như bàn thạch nàng giờ khác này minh bạch cái gì là thích đi mau ta tốc độ nhanh bọn hắn không làm gì được ta nhanh cầu viện hàn phong thanh âm truyền đến tỉnh lại khương tô nhu lý trí thế mà khương tô nhu lại không có đào tẩu ta không muốn lại vứt bỏ người khác chạy trốn. Khương Tô Nhu nhìn về phía Tiểu Hồ Ly hỏi, Tiểu Hồ Ly, ngươi biết bơi sao? Sẽ nha. Tiểu Hồ Ly liên tục gật đầu. Khương Tô Nhu đem cái kia chậu kín đáo đưa cho nó, phóng tới trong túi chữ vật, trốn đến đáy nước, đợi đến chúng ta viện binh tới, ngươi đem cái này giao cho bọn hắn. Tiểu Hồ Ly, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Nói dứt lời, nàng trực tiếp buông tay ra, buông ra Tiểu Hồ Ly, đưa nó ném về phía đại hải. Tiểu hồ ly trong nháy mắt hoảng rồi, khóc hô lớn. Đừng bỏ lại ta à. Bịch. Tiểu hồ ly tiến vào hải lý. Khương Tô Nhu không thôi nhìn xuống mặt liếc một chút, sau đó không do dự nữa, ánh mắt kiên định, dẫn theo kiếm đi theo Hàn Phong mà đi, hướng về địch nhân giết tới. Hàn Phong tặng cho đạo lữ trung phẩm linh bảo tuyên hành phong dực, thu hoạch được gấp 10 lần chúc phúc trả về, thượng phẩm linh bảo hạc hy côi vũ. Phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Hàn Phong không chút do dự trả lời. Trong chốc lát, hàn phong sau lưng liền xuất hiện một đôi màu trắng tinh hạc rực hạc rực triển khai đạo lưu quang tự trong đó hiện lên căn cái lông chim đứng thẳng lên giống như mũi tên đồng dạng hàn phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút những cái kia mũi tên hướng về địch nhân phô thiên cái địa bàn tới diệp thanh vân hai người thấy thế kinh hãi lập tức thi triển hộ thể linh khí một bên ngăn cản những cái kia lông vũ công kích một bên vung lên bảo kiếm trong tay đến công kích những thứ này lông vũ có thể những thứ này lông vũ đến từ hạc hi côi vũ chính là thượng phẩm linh bảo không nói không thể phá vỡ đi, chí ít còn không phải chút cơ kỳ có thể hư hao. Hàn Phong một bên khống chế Long Vũ đến công kích, một bên thi triển Vấn Thanh Phong, tăng cường tốc độ của mình, đồng thời hình thành vòi rồng đến đánh lui hai người này. Đúng lúc này, Khương Tô Nhu đi tới Hàn Phong bên người, cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Hàn Phong nhìn đến Khương Tô Nhu không đi, gấp đến độ khóe mắt, giận dữ hết. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Đi mau à, ta tốc độ nhanh, bọn hắn không làm gì được ta đừng cho là ta không biết ngươi muốn hy sinh chính mình cứu ta ngươi mạnh hơn cũng là luyện khí kỷ làm sao có thể đánh thắng được hai người trúc cơ trung tầng muốn chết cùng chết ta tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi sống tạm ngươi ngươi kẻ ngu này hàn phong trong lòng là lại cảm động vừa lo lắng ngươi mới là kẻ ngu khương tô nhu ôn nhu nói vậy liền cùng một chỗ đánh đi hàn phong rút kiếm hướng về địch nhân chém tới diệp thanh vân thấy thế trực tiếp quát nói một người một cái nhanh điểm giải quyết bọn hắn diệp thanh vân hướng về hàn phong giết tới đây diệp liễu xuyên thì nâng kiếm chém về phía khương tô nhu hàn phong không cùng bọn hắn liều mạng cánh sau lưng chấn động một thanh kéo qua khương tô nhu hướng về phía trên bay đi tranh thoát hai người kia công kích sau đó linh xảo ngừng lại một chút đối phương sau lưng lại là một kiếm chém ra ngoài cái kia hai đạo kiếm mang bổ vào diệp thanh vân hai người trên thân để bọn hắn hộ thể linh khí cũng vì đó chấn động diệp thanh vân cười lạnh nói hư tiểu tử vẫn có chút bản lãnh nha chỉ tiếc chúng ta có thể sai lầm vô số lần, hai người các ngươi nếu là sai lầm một lần, liền phải đi chết. Diệp Thanh Vân nói không sai, bọn hắn hai người chính là trúc cơ cường giả, Hàn Phong đánh bọn hắn một trăm cái. Bọn hắn cũng không chết được, nhưng bọn hắn chỉ cần có thể đánh trúng Hàn Phong một lần, cũng đủ để trọng thương hắn. Thậm chí là giết chết hắn. Dù sao, Hàn Phong chỉ là một cái không có gì hộ thân pháp bảo tiểu tử nghèo mà thôi, duy nhất đặc điểm đại khái cũng là tốc độ rất nhanh. Hàn Phong thấy đối phương hai người lần nữa đánh tới, lập tức lôi kéo Khương Tô Nhu cùng một chỗ trốn tránh. Hai người bọn hắn hiện tại cũng có phi hành pháp bảo, hai người chung vào một chỗ tốc độ vẫn là so trước kia phải nhanh. Hai người như là hai hồ điệp đồng dạng, ở giữa không trung linh xảo né tránh đi bộ, đến tránh né địch nhân chí mạng công kích. Mà nó, hai cái này tiểu tặc tốc độ quá nhanh, không thể kéo dài nữa, lại kéo tông môn liền nên người đến. Dùng huyền la bàn đi. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên theo trong túi chữ vật, lấy ra một cái la bàn, ở tại phía trên đưa vào linh khí điểm nhẹ vài cái về sau. Cái kia cái la bàn trong chốc lát bộc phát ra quang mang, sau đó, một đạo bát quái trận theo trên la bàn xuất hiện, ở giữa không trung triển khai. Cái kia bát quái trận rất lớn, chừng một dặm phương viên, trên đó bát quái phủ văn lưu chuyển, làm, hôn, ly, khảm, chấn, cấn, tốn, đổi tám loại phủ văn, cùng nhau xuất hiện, tỏa ra ánh sáng. Ở giữa âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, một cỗ to lớn chấn áp chi lực xuất hiện, trong chốc lát xông về Hàn Phong hai người cái kia như bài sơn đảo hải chấn áp chi lực xuất hiện để Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu tốc độ lập tức chậm lại nguyên bản linh xảo thân pháp cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn hai người quá sợ hãi biết mình đại nạn lâm đầu quả nhiên Diệp Thanh Vân cùng Diệp Liễu Xuyên cười gần bay tới Hàn Phong ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao ngươi không phải rất có thể chạy sao tiếp lấy chạy à tại cái này thiên địa trong lĩnh vực ngươi là long cũng phải cuộn lại là hổ cũng phải oa lấy Hừ hừ, nguyên bản ta hai người cũng chỉ là tới lấy một chút huyết đan mà thôi, chưa từng nghĩ bị tiểu tử ngươi làm hỏng. Đoạn thời gian trước, ngươi còn phế đi chúng ta diệp ra mấy cái đệ tử. Hiện tại, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, tiểu tử ngươi liền đem mệnh cho lão phu lưu tại nơi này đi. Nói dứt lời, Diệp Thanh Vân nâng kiếm liền hướng về Hàn Phong bổ tới. Hàn Phong hiện tại bước đi liên tục khó khăn, căn bản khó có thể trốn tránh, nhìn thấy đối phương hai người công kích tới, hắn chỉ tới kịp ôm lấy Khương Tô Nhu, nhanh chóng nói ra dùng cánh đem hai ta bọc lại khương tô nhu lập tức làm theo hai người dùng cánh đem đối phương bọc lại mà lúc này cái kia hai đạo công kích cũng bổ tới trên người của bọn hắn oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến hàn phong cùng khương tô nhu đại miệng phun ra máu tươi nghĩ bay ngược xuất khí trùng điệp đập vào cái này bát quái trận phía trên nha vậy mà không chết nhìn ngươi có thể gánh vác được lão phu vài cái diệp thanh vân lạnh hừ một tiếng thì muốn lần nữa giết đi qua hàn phong cùng khương tô nhu bị đối phương hai kiếm chém thành trọng thương lúc này toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức lung lay sắp đổ bỗng nhiên hàn phong thấy được bát quái trận phía trên cái kia tốn tự vị phù văn bên kia tựa hồ ẩn ẩn có phong thuộc tính lực lượng tại triệu hoán lấy hắn bát quái vị bên trong tốn chủ gió có lẽ ở nơi đó còn có một đường sinh cơ hàn phong lập tức ôm lấy khương tô nhu bước nhanh đi hướng cái kia tốn tự vị mà sau lưng hai người lại là theo đuổi không bỏ May ra Hàn Phong hiện tại là tại khảm tự vị, khoảng cách tốn tự vị vẻn vẹn cách xa một bước, hắn rất nhanh liền đi tới tốn tự vị bên này. Đến tốn tự vị về sau, một cỗ quen thuộc đến cực hạn phong thuộc tính lực lượng, tràn vào Hàn Phong toàn thân. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 86 Đi tới tốn tự vị về sau, Hàn Phong lập tức thi triển tốn tự quyết, cả người dung nhập vào trong gió, cứ việc trấn áp chi lực vẫn còn, nhưng tốc độ lại so trước đó nhanh lên không ít. Hai người kia lần nữa hướng về Hàn Phong đánh tới, Hàn Phong lập tức mượn dùng tốn tự vị lực lượng, vung ra hai đạo vòi rồng, đem hai người kia đánh lui ra ngoài. "Chạy mau, chúng ta còn có thể chạy." Khương Tô Nhu hư nhược nhỏ giọng nói ra. "Trốn không thoát." Hàn Phong tâm lý nắm chắc, nếu như có thể chạy, tại Khương Tô Nhu đến tìm hắn thời điểm, hắn liền sẽ mang theo nàng chạy. Bọn hắn tốc độ cũng không có đối phương nhanh, chỉ có thể nương tựa theo Vũ Dực, thi triển càng thêm linh xảo thân pháp đến tránh né thôi bát quái bản phía trên trấn áp chi lực vẫn còn phía dưới phủ văn bên trong xuất hiện đạo quang mang tấm lụa hướng về hàn phong hai người đánh tới hiển nhiên là diệp thanh vân muốn đem bọn hắn hai chói buộc chặt một kích giết chết rời hàn phong cùng khương tô nhu chật vật công kích tới những ánh sáng kia nhưng những ánh sáng kia số lượng vẫn là quá nhiều bọn hắn chém nát một cái liền sẽ có càng nhiều hơn hướng lấy bọn hắn đánh tới cuối cùng cho dù là hai người thân pháp cao minh đối mặt cái kia lít nha lít nhít quang mang vẫn là bị trói lại cái kia hai người đệ tử nhìn chằm chằm cười lạnh đi tới hàn phong cười khổ một tiếng nói ra sư tỷ xem ra chúng ta vẫn là đi không nổi trốn không thoát thì trốn không thoát đi tu tiên lộ vốn là tràn đầy nguy hiểm đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được có thể cùng người thương chết cùng một chỗ cũng coi là một loại may mắn đời này chúng ta tay cầm tay cùng xuống hoàng tuyền đời sau hy vọng chúng ta còn có thể cùng một chỗ đi có thể theo trong miệng ngươi nghe được âu yếm hai chữ, ta cũng chết cũng không tiếc. Hàn Phong thở dài, hết sức đi kéo lại Khương Tô Nhu tay. Diệp Thanh Vân dơ cao lên kiếm, chuẩn bị sau cùng hành hình. Hai cái tiểu tặc, đi dưới lòng đất làm một đôi khổ mệnh uyên ương đi. Thế mà, ngay tại một kiếm kia muốn bổ xuống thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía dưới, bỗng nhiên chuyển đến Mỹ Diệu tiếng hát du dương. Cái kia tiếng ca là một cái tiểu nữ hài thanh âm, lạp 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 hát vô cùng dễ nghe mấy người hướng về phía dưới nhìn qua chỉ thấy trên mặt biển nhấc lên một đóa sóng biển đem một cái đôi đuôi ngựa lam tóc tiểu nữ hài cho nâng lên tiểu nữ hài trên thân không lại bẩn thỉu toàn thân thương thế cũng vô ảnh vô tung trên thân màu lam tiểu váy phá lệ tinh xảo mắt to cái mũi nhỏ phối hợp tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu nha hô giá biển đón lấy tiểu nữ hài trong ngực ôm lấy tiểu hồ ly vui vẻ hướng về hàn phong cùng khương tô nhu phất tay cười đến ánh mắt đều thành tiểu nguyệt răng tiểu nữ hài nàng trở về rồi. Hàn Phong lẩm bẩm nói, hừ, một cái tiểu hải yêu mà thôi, thật sự cho rằng nàng có thể cứu được các người. Diệp Thanh Vân hừ lạnh nói, tiểu nữ hải vung tay lên, trong chốc lát, dưới mặt biển lao ra vô số hải sinh yêu thú. Cá mập, kim thương ngư, hải tinh, bối xoắn ốc, hải mã, bạch tuộc, ma quỷ ngư. Vô số hải dương yêu thú cùng nhau xông ra mặt nước, mỗi một cái đều tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, đều muốn so Diệp Thanh Vân hai người tu vi cường hãn quá nhiều những đại dương này yêu thú, tùy tiện một cái, đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn hắn. Chớ nói chi là, trước mắt hải dương yêu thú, đủ có mấy vạn nhiều. Diệp Thanh Vân cùng Diệp Liễu Xuyên, trợn mắt hốc mồm, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy chung quanh cái kia vô số cường đại kinh khủng yêu thú. Ngũ ca, cái này nhiều như vậy yêu thú, diệt đi chúng ta âm dương tông sợ là đều dễ như trở bàn tay à. Chạy, chạy mau à. Diệp Thanh Vân tê tâm liệt phế giống to, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài vọt tới tiểu nữ hài tay nhỏ vung lên quát nói xử lý bọn hắn trong chốc lát những cái kia hải sinh yêu thú toàn bộ hướng về hàn phong bốn người vọt tới hàn phong cùng khương tô nhu đều mộng không phải cái này bọn hắn cũng bao quát hai chúng ta tiểu nữ hài cũng phản ứng lại vội vàng hô đừng đánh cái kia hai cái cái kia hai cái là người tốt đánh chạy trốn cái kia hai cái vốn là đã mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị nuốt mất Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu cá mập lớn, nghe được tiểu lời của cô gái về sau. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó Hồ Nghi nhìn thoáng qua Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu, tiếp lấy liền đi truy cái kia hai cái người diệp ra. Nhưng bởi vì nó công kích Hàn Phong, dẫn đến chậm trễ một chút thời gian, không thể chạy tới, sau cùng diệp ra hai người bị một đầu hải đồn một miệng nuốt vào trong bụng, cót ca cót két cho cắn nát. Cái khác hải sinh yêu thú cùng nhau gào rú, phát ra kháng nghị. Tiểu nữ hải che miệng cười hắc hắc, nói ra, tốt, cảm ơn mọi người giúp đỡ còn có cái mặt thẹo khi dễ ta các ngươi nhiều giúp đỡ lưu ý một chút đánh chết hắn yêu thú nhóm rất có linh tính hướng nàng gật đầu sau đó cùng nhau về tới trong nước biển diệp ra hai người chết đi huyền la cuộn thành vô chủ chi vật không ai không chế hàn phong vội vàng bay qua đem la bàn nhận được trong tay ai nha các ngươi thụ thương nha chúng ta nhanh đi liệu thương đi bên kia có một mảnh hải đảo đi trên đảo liệu thương đi tiểu nữ hài vừa cười vừa nói cảm ơn ngươi hàn phong lôi kéo khương tô nhu cùng một chỗ hướng về cách đó không xa hải đảo bay đi đến trên đảo bên kia bọn hắn rơi xuống tiểu nữ hải cũng bị sóng biển đẩy đi tới trên bờ lanh lợi đi vào hai người bọn họ bên người hàn phong cùng khương tô nhu ngồi tại trên một tảng đá ăn vào phục linh đan tiểu hồ ly nhảy tới vui vẻ nói ra xem lại các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi ta tốt lo lắng các ngươi nha ngươi tiểu gia hỏa này cũng là mạng lớn khương tô nhu ôm qua tiểu hồ ly Ôn Nhu sờ lấy nó, nó trên thân ướt nhẹp đều là nước biển. Hàn Phong hướng về tiểu nữ hài ôm trưởng nói, đa tạ cô nương cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Ha ha ha, các ngươi cũng đã cứu ta nha, cái này gọi giúp đỡ cho nhau, chúng ta là hảo bằng hữu nha. Tiểu nữ hài nâng lên hai cái tay nhỏ trưởng, thanh tú động lòng người nói, ta hảo bằng hữu nhóm, mau nói cho ta biết các ngươi tên gọi là gì à? Ta gọi Hàn Phong, đây là tiện nội khương Tô Nhu, cùng chúng ta hảo bằng hữu tiểu hồ ly cô nương, ngươi tên là gì nha? Ta. Tiểu nữ hải nghĩ nghĩ về sau, có chút khó khăn nói. Ta có thật nhiều tên, hải lý hảo bằng hữu nhóm nói ta là hải dương chi linh, gọi ta hải linh. Trên lục địa các gọi ta hải thần, hoặc là hải thần tiên. Nhân ngư muội muội gọi ta tiểu thần tiên. Long nữ tỉ tỉ cho ta lấy cái tên gọi an hà ngư, cũng thích gọi ta an an. Còn có còn có một số đại yêu gọi ta tiểu nha đầu. Các ngươi muốn gọi ta cái gì đâu? Hàn Phong sạm mặt lại nói ngạch vẫn là gọi ngươi an an đi an an êm tai tốt lắm các ngươi gọi ta an an liền tốt tiểu nữ hài dáng vẻ rất vui vẻ nàng cái kia hồn nhiên ngây thơ nụ cười cũng lây nhiễm hàn phong cùng khương tô nhu an an nha ngươi vì cái gì có thể chịu hoán nhiều như vậy yêu thú qua tới giúp ngươi đánh nhau nha bởi vì bọn hắn đều là ta hảo bằng hữu nha tiểu nữ hài dương dương đắc ý nói ra thuyền hành mân thủy vực bên ngoài gió đỗ biển bắc trời nam tứ hải lần ta quen biết vạn dặm cũng là đồng hương. Toàn thế giới tất cả trong hải dương đều có ta hảo bằng hữu đây. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 87. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại đây. Khương Tô Nhu kéo qua tiểu nữ hài, sờ lên tóc của nàng, nói ra, ngươi thật đáng yêu, ngươi là cái gì giống loài yêu thú nha? a ta là yêu thú, ta không phải thần tiên sao? Yên tâm giật này cả mình, nàng vẫn cho rằng chính mình thần tiên. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, nào có ngươi yếu như vậy thần tiên à liền cái luyện khí kỳ đều đánh không lại cái kia không giống nhau ta tại lục địa phía trên cùng trong bầu trời là rất yếu nhưng ta nếu là ở trong biển rộng thế nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói đâu mà lại ta còn có rất nhiều hảo bằng hữu giúp đỡ tại trong biển rộng ai cũng không dám khi dễ ta mà lại ta thật là thần tiên không lừa các ngươi ta là đại hải chi linh là sở hữu hải dương ý chí hiển hiện có hải dương lực lượng đây yêu thú là động vật tu luyện mạnh lên sinh ra linh trí mà ta cũng là hải dương bản thân sinh ra linh trí nha. Ta tại trên bờ rất yếu, nhưng là tại trong hải dương, đây chính là vô địch đây này. Nhìn lấy dương dương đắc ý tiểu nữ hài, Hàn Phong nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi. Có thể ngươi đối phó hai cái trúc cơ kỳ, vẫn là muốn dựa vào yêu thú khác đến giúp đỡ nha. Cái này cái này ai nha ngươi đừng quản, dù sao ta chính là rất lợi hại á. Tiểu nữ hài yên tâm có chút tâm hỏng cùng xấu hổ. Ừm ân, ngươi xác thực rất lợi hại, có thể nhận biết ngươi, chúng ta rất vui vẻ. Hàn Phong cười nói. Tiểu Hồ Ly cũng vội vàng nói. Tựa như nha, Tiểu Hồ Ly rất ưa thích an an Tiểu Thư Tỷ. Yên tâm cũng thích người đây. Yên tâm ôm lấy Tiểu Hồ Ly, dơ lên cao cao, vui vẻ tại trên bờ cát xung quanh vòng. Yên tâm. Ngươi vì sao lại tại cái kia giác minh người trên đảo tộc trong thành trì à? Nghe được Khương Tô Nhu hỏi như vậy, yên tâm khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, ôm lấy tiểu hồ ly nói ra. Yên tâm ưa thích kết giao bằng hữu, cũng rất ưa thích chơi đùa, trên đảo các đều đem yên tâm làm thành hải thần, yên tâm cũng thường xuyên đi trên bờ tìm bọn hắn chơi đùa nha. Thế nhưng là lần này, gặp người xấu đây, người xấu đột nhiên xuất hiện, bố trí một tòa đại trận, muốn giết chết tất cả bách tính. Yên tâm không có cách nào trở lại trong biển, vì bảo hộ bách tính, chỉ có thể cùng người xấu đánh nhau. Thế nhưng là an an tại trên bờ quá yếu, căn bản đánh không lại người xấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia phàm nhân bị hắn giết chết. Các phàm nhân cho ta lập từ miếu, cung phụng ta pho tượng còn viết xuống ca ngợi ta câu thơ che chở đông nam thổ nạp vạn dặm gió đỗ sóng lớn an nguy chỗ dựa những cái kia phàm nhân đều tin phụng ta ta lại không có bảo vệ tốt bọn hắn đều là lỗi lầm của ta nhìn lấy tiểu nha đầu thương tâm bộ dáng khương tô nhu vội vàng nói yên tâm không phải thương tâm à vậy cũng là người xấu phạm vào tội không phải lỗi của ngươi đừng dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình chúng ta lần này sau khi trở về sẽ hướng tông môn bẩm báo những cái kia tội khôi họa thủ tội trạng để tông môn đến hung hăng trừng phạt bọn hắn vì những cái kia vô tội chết thảm bách tính báo thù rửa hận thế nhưng là sát hại phàm nhân người xấu vẫn là chạy trốn ta đã để hảo bằng hữu nhóm đuổi theo hắn nhất định muốn bắt lấy hắn hung hăng trừng phạt hắn mới được yên tâm phồng lên miệng giọng dịu dàng nói ra khương tô nhu gật đầu nói vậy là tốt rồi yên tâm ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ trong tông môn chơi sao chúng ta tông môn ngay tại ven biển không xa đi vào trong một trăm dặm đã đến, nhà của chúng ta là ở chỗ này. Yên tâm lắc đầu nói ra, không được, các ngươi thế giới nhân loại quá nguy hiểm, rất nhiều nhân loại đều là tham lam ngạo mạn, bọn hắn nhìn đến ta, đều muốn đem ta bắt đi giết chết đầy. Tuy nhiên ta cũng biết, trong nhân loại cũng có người tốt có người xấu, nhưng là ta đến trên bờ, quá hư nhược, vẫn là muốn tránh đi nhân loại cường giả. Hai người các ngươi là người tốt, nhưng là các ngươi quá yếu ớt, không bảo vệ được ta. Bất quá, nếu như các ngươi nguyện ý đi với ta hải lý làm khách, ta sẽ phi thường vui vẻ. Ta có thể mang các ngươi đi gặp cá mập ngư bá bá, hải đồn tiền bối, nhân ngư muội muội, còn có long nữ tỷ tỷ. Long nữ tỷ tỷ trong nhà cũng lớn, chỉ là có chút xa, trong nhà nàng tại yêu hoàng đại lục cái kia kéo một cái, khoảng cách các ngươi thiên tinh đại lục quá xa. Hàn Phong biết cái này thế giới tên gọi Cửu giới, tại một khối hoàn chỉnh thế giới bên trong, tràn đầy hải dương, trên biển có 9 khối phi thường lớn lớn vô cùng đại lục, phân bố tại các nơi trung gian một khối lớn nhất, mặt khác tám khối tại tám cái phương vị, tựa như là bát quái một dạng. Mà bọn hắn thiên tinh đại lục, ngay tại phía đông nam vị. Bọn hắn âm dương tông, lại tại thiên tinh đại lục đông nam ven biển, có thể nghĩ bọn hắn nơi này có nhiều vắng vẻ, quả thực cũng là thế giới nơi hẻo lánh. Tốt, cảm ơn ngươi yên tâm, chúng ta có thời gian, nhất định sẽ tìm ngươi chơi. Vậy các ngươi làm sao tìm được ta đây? Yên tâm cổ quái lại nhìn ngẫm nhìn lấy Hàn Phong. Ngạch, chúng ta đứng tại bờ biển, hô to tên của ngươi thế nào vậy khẳng định không được à ta lại nghe không được ta đưa các ngươi một món lễ vật đi yên tâm cởi xuống bên hông cột một cái màu vàng kim ốc biển đưa cho hàn phong hàn phong vuốt vuốt trong tay ốc biển hiếu kỳ nói đây là cái gì hoàng kim sao xem ra rất đáng tiền dáng vẻ ừm mới không phải đâu yên tâm gắt giọng cần biết hoàng kim chưa là bảo bối cơ dũng tình nghĩa thắng châu chân đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật là chúng ta đồng sinh cộng tử tình nghĩa chứng kiến. Các ngươi dũng cảm cùng thiện lương, thu được Hải Dương chi linh tán thành, đạt được yên tâm hữu nghị, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hiếu á. Các ngươi nếu như muốn tìm ta chơi, hoặc là ở trên biển gặp sự tình gì, cần ta đến giúp đỡ, thì thổi lên cái này ốc biển, ta liền có thể nghe được, liền có thể tới tìm các ngươi. Nhớ kỹ rồi, tại toàn thế giới, chỉ cần là hữu Hải Dương địa phương, các ngươi thổi lên cái này ốc biển, ta liền có thể nghe được thì sẽ lập tức đi ra nhìn thấy các ngươi tốt lễ vật này mười phần chân quý chúng ta nhận Hàn Phong trịnh trọng việc đem ốc biển thu vào trong túi chữ vật vậy là tốt rồi yên tâm mỉm cười ngọt ngào nói a à, nói tốt lại bằng xoắn ốc âm làm hiệu nhận nguyện sẽ đến triệu tập át tới nhưng không cho khách khí với ta nha ta còn muốn mang theo các ngươi đi tìm ta hảo bằng hữu chơi đây nhân ngư muội muội cùng long nữ tỷ tỷ đều là vô cùng tốt bằng hữu nha ừm nói tốt có cơ hội chúng ta nhất định sẽ tới trên biển, tìm ngươi chơi. Hàn Phong trịnh trọng gật đầu yên tâm nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía tây, nói ra, ai nha, nhân loại các ngươi cường giả tới, ta phải đi, có khó khăn nhớ đến tới tìm ta nha. Yên tâm nhẹ nhàng nhảy một cái, một đóa sóng biển đỡ dậy, nâng nàng. Nàng hướng về Hàn Phong huy động tay nhỏ, nói ra, góc biển chân trời, lại đến gặp nhau đi. Gặp lại yên tâm. Yên tâm theo sóng biển, ẩn vào đến nước biển bên trong. Hải Dương Chi Linh, thật là một cái đáng yêu tiểu sinh linh đây. Hàn Phong mỉm cười. Xác thực rất đáng yêu, ta rất thích nàng. Khương Tô Nhu cũng nói. Bọn hắn quay đầu hướng về phía tây nhìn qua, chỉ thấy một vệt cầu vồng, trong lúc đó rơi xuống bên cạnh của bọn hắn. Chính là sư tôn của bọn hắn, Tư Ngọc Trưởng Tọa. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 88. Tư Ngọc Trưởng Tọa chạy tới nơi này về sau, trước là một bộ đằng đằng sắt khí ánh mắt, nhìn bốn phía, sau đó vừa nhìn về phía hàn phong cùng khương tô nhu hai người đứng dậy hành lễ bái kiến sư tôn địch nhân đâu chết rồi hàn phong nói ra chết rồi không phải nói ba người trúc cơ sao các người giết là bị hải yêu giết hàn phong giải thích nói lúc trước cao hải sư huynh vì để cho chúng ta thuận lợi đào thoát liền lưu lại đoạn hậu kết quả bị địch nhân giết chết về sau hai người trúc cơ địch nhân tới đuổi giết chúng ta như là truy kích trên đường bị một đám đột nhiên xuất hiện hải yêu ăn hết chúng ta tranh thủ thời gian trốn đến trên bờ trốn khỏi nhất kiếp liên quan tới hải linh yên tâm sự tình hàn phong không có nói hắn cảm thấy loại chuyện này nên cũng biết người càng ít càng tốt hắn cũng đã quen ẩn tàng bí mật khương tô nhu gặp hắn nói như vậy cũng rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ liền đi theo gật đầu tư ngọc thở dài nói ra đáng thương cao hải cái kia hải tử vốn là một cái tư chức không tệ phẩm cách cũng cực tốt đệ tử thật tốt bồi dưỡng tương lai cũng có thể trở thành cường giả, đáng tiếc nửa đường chết yểu. Hàn Phong cũng rất khó chịu, hắn tuy nhiên cùng Cao Hải nhận biết thời gian không dài, nhưng vị này ánh sáng mặt trời sáng sủa sư huynh, để lại cho hắn ấn tượng thật tốt. Nhất là sau cùng Cao Hải hy sinh chính mình vì bọn hắn ngăn cản tạc nhân, càng làm cho Hàn Phong cực kỳ đau lòng, lại kính trọng đối phương. Có thể nói, nếu là không có Cao Hải liều chết ngăn cản địch nhân một đoạn thời gian, Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu cũng kiên trì không đến cuối cùng yên tâm qua tới cứu viện bọn hắn, hai người bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người bọn hắn cái mạng này đều là Cao Hải cho, bọn hắn thiếu nhân ra một cái mạng. Sư Tôn, Cao Hải, còn có cái gì người nhà sao? Khương Tô Nhu ngẩng đầu hỏi. Nàng thua thiệt nhân ra, muốn báo đáp Cao Hải người nhà. Tư Ngọc lắc đầu, nói ra, Cao Hải là ta từ bên ngoài nhặt được hài tử, khi đó hắn mới ba tuổi, là cô nhi, hắn đều là ta nuôi dưỡng lớn lên. Cũng trách ta, đoán sai thực lực của đối phương, cần phải phái thêm một số người tới chờ ta xem lại các ngươi cầu viện về sau lập tức chạy đến nhưng vẫn là đã chậm may mắn là hai người các ngươi không có chuyện hàn phong tâm lý lộp bộp một chút cao hải là cô nhi bị tư ngọc trưởng tọa nuôi dưỡng lớn lên coi như con đẻ đồng dạng tư ngọc trưởng tọa đối cao hải cảm tình cũng nhất định rất thâm hậu bây giờ cao hải chết trận trưởng tọa trong lòng cũng nhất định rất thống khổ đi sư tôn cao hải sư huynh trước khi đi đem diệp ra phạm tội chứng cứ giao cho chúng ta chúng ta có thể dùng cái này đến lên án diệp ra tiểu hồ ly mau đưa chậu lấy ra tiểu hồ ly liền vội vàng gật đầu đem chậu theo trong túi chữ vật đem ra tư ngọc cầm qua chậu về sau đầu tiên là thần thức quét xuống sau đó đem thu vào nói ra bản tọa biết đi thôi đi trước đem cao hải thi thể thu hồi lại đúng một hàng ba người hướng về giác minh trên đảo bay đi có tư ngọc trợ giúp bọn hắn lần này bay rất nhanh đi tới hòn đảo kia phía trên đáng tiếc là Bọn hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được cao hải thi thể. Tư Ngọc nhìn chỉ chốc lát về sau, lắc đầu nói, nơi này có rất mãnh liệt linh khí nổ tung lưu lại ba động, hiện trường cũng không có cao hải thi thể, hắn sau cùng hẳn là tự bạo. Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu đều cúi đầu, bọn họ nghĩ tới rồi kết quả này, chỉ là không có nói ra thôi. Cứu bọn hắn sư huynh bây giờ cái xác không hồn hiện thực, thật khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Ai, vốn là người không có dễ, bây giờ vô căn mà đi chính là muốn muốn lá dụng về cội cũng vô căn có thể tìm ra thôi đi thôi Tư Ngọc trưởng tọa rằng giặc thở dài mang theo Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu hướng về Âm Dương Tông bay đi trở lại Tông môn về sau Tư Ngọc trưởng tọa nói ra ta đi gặp Thiết luyện trưởng lão trước tiên đem chứng cứ đưa ra cho hắn nhìn hắn như thế nào thẩm phán đi Diệp ra cử động lần này táng tận lương tâm bại hoại Tông môn danh tiếng tội không thể tha hai người các ngươi đi nghỉ trước liệu thương đi chờ chấp pháp đường gọi đến các ngươi thời điểm các ngươi sẽ đi qua làm chứng. Đúng, sư tôn. Tư Ngọc đi, Khương Tô Nhu đối Hàn Phong nói ra. Ta cảm thấy, Cao Sư Huynh không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ không có, chúng ta cần phải nhớ kỹ hắn. Tuy nhiên hắn không có thi thể, nhưng ta muốn cho hắn lập một cái y quan chủng, cho hắn khắc mộ bia, thật tốt lễ tế hắn. Lý nên như thế, chúng ta cùng đi chứ. Bọn hắn hai người cùng đi dưới núi thị trấn, tại Mai Táng trong tiệm, mua một miệng thượng hảo quan tài, thỉnh trong tiệm người giúp đỡ khắc mộ bia, lại mua vòng hoa nhang đèn tiền giấy, mới quay trở về trên núi. Bọn hắn đi tới Lạc Hà Phong trên đỉnh núi nội môn đệ tử chỗ ở, tạp dịch đệ tử đều là chân núi, ngoại môn đệ tử tại giữa sườn núi, nội môn đệ tử đều là ở ở trên đỉnh núi. Mà Cao Hải Thân là trưởng tọa nội môn đệ tử, chỗ ở cũng là cùng cái khác một số sư huynh đệ cùng một chỗ. Bọn hắn đến nơi này về sau, gặp mấy cái người trúc cơ sư huynh. Khương sư muội, sao ngươi lại tới đây? Mấy cái kia sư huynh hiếu kỳ hỏi. Khương Tô Nhu đem sự tình một năm một mười nói một lần, mấy cái kia sư huynh sau khi nghe xong, từng cái lòng đầy cam phẫn. Diệp ra quá mức vô sỉ, vậy mà giết nhiều như vậy vô tội phàm nhân luyện huyết đan, còn đối đồng môn đệ tử sát nhân diệt khẩu. Cao sư đệ lại bị bọn hắn làm hại cái xác không hồn, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, chúng ta đi diệt diệp ra. Đúng, kêu lên cái kia ba vị kết đan sư huynh, cùng đi diệt diệp ra, vì cao sư đệ báo thù rửa hận. Đồ chó hoang diệp ra, quả nhiên là rắn chuột một ổ, không có một cái tốt, thật cái kia diệt bọn hắn. Loại này tông môn bại loại, cả cái tông môn danh tiếng đều bị bọn hắn bại quang, tức chết ta rồi, đi đến diệt bọn hắn. Chúng đệ tử lòng đầy cam phẫn, liền muốn hô người cùng đi làm diệp ra người. Bỗng nhiên, một vị sư huynh đứng dậy, nói ra, tất cả câm miệng. Cái kia sư huynh hét lớn một tiếng, dọa đến đông đảo đệ tử đều không dám lên tiếng nữa. Tư Ngọc trưởng tọa tổng cộng có ba tên kết đan đệ tử, 20 tên trúc cơ đệ tử cùng 3 tên luyện khí kỳ đệ tử. Hàn Phong đến một chút, trừ bỏ chiến tử Cao Hải, cùng không ở tại chỗ Diệp Long Uyên bên ngoài, cái khác 22 người, toàn bộ đều đến. Mà vừa mới nói chuyện, là khí tức cường đại nhất ba người, trung gian vị kia, hiển nhiên đều là kết đan cường giả. Cái kia mấy cái người đi tới Hàn Phong trước mặt, Khương Tô Nhu giới thiệu nói, "Hàn Phong, vị này là chúng ta sư tôn thủ tịch đại đệ tử, Thượng Vân, chính là kết đan thượng tầng tu vi." hai cái vị này theo thứ tự là liễu tinh cùng vương đạo sư huynh đều là kết đàn kỳ cường giả hàn phong bài kiến chư vị sư huynh thượng vân nhẹ gật đầu nói ra vị này chính là sư tôn tân thu hàn sư đệ đi tế tổ bí cảnh nhất chiến sư huynh ta mặc dù không có đi xem nhưng ta cũng có chỗ nghe thấy chuyện lần này vừa mới ta đã nghe thấy được ta thì một vấn đề sư tôn bây giờ đi đâu rồi sư tôn cầm lấy chứng cứ đi chấp pháp đường hàn phong nói chi tiết nói đúng thì liên sư tôn đều biết, loại chuyện này cần nhờ chấp pháp đường đến thẩm phán, có thể các ngươi đâu, nguyên một đám muốn cầm lấy đao kiếm đi cùng người diệp ra liều mạng sao? Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 89. Thượng Vân nhìn lấy cái này hơn 20 cái sư đệ sư muội, lạnh giọng nói ra, "Đệ nhất, bên trong tông môn nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm trọng phạt, giết người càng là muốn đền mạng. Vì diệp ra như vậy một đám bọn chuột nhắt, các ngươi là muốn đem chính mình toàn diệt sao?" sư tôn trăm năm qua mới thu như thế hai mươi mấy cái đệ tử, các ngươi muốn để cho nàng lập tức trở thành độc nhất sư tôn sao? Các ngươi muốn để cho nàng gánh vác nuôi một đám tội phạm giết người bêu danh sao? Nếu là có thể trực tiếp động thủ, sư tôn chính mình liền giết, nàng đường đường nguyên anh đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ còn diệt không rơi một cái nho nhỏ diệp ra sao? Thứ hai, các ngươi cũng đừng quá coi thường diệp ra. Diệp ra phát triển mấy trăm năm sau, hắn gia tộc từ đệ cành lá rậm rạp, chí ít cũng có vạn người nhiều, tuy nói đại đa số đều là luyện khí kỳ, nhưng trong đó trúc cơ đệ tử sợ là cũng có hơn trăm người, kết đan trưởng lão càng là có trọn vẹn năm tên. Chỉ bằng chúng ta cái này hơn 20 cái, muốn muốn tiêu diệt diệp ra, đó là si tâm vọng tưởng. Một vị nữ đệ tử không phục nói, đại sư huynh, ngươi làm sao dài người khác chi khí diệt uy phong mình à? Chẳng lẽ liền mặc cho Diệp ra đồ sát đại lượng phàm nhân mặc cho Diệp ra giết hại đồng môn của chúng ta sư huynh để sao? trước đó diệp ra thế nhưng là năm lần bảy lượt đi ám sát chúng ta vị tiểu sư đệ này đây cái kia người nữ đệ tử chỉ hàn phong nói ra thượng vân cười lạnh một tiếng nói ra cái kia đương nhiên sẽ không dám đụng đến ta thượng vân sư đệ ta tất yếu để bọn hắn toàn tộc đều diệt nếu không khó tiêu mối hận trong lòng nhưng là chúng ta tùy tiện làm việc là không thể thực hiện được không những báo không được thù sẽ còn hại chính chúng ta ta đã nghĩ đến biện pháp nhiều người ở đây nhãn tạp đi cho Cao Hải sư đệ thu thập một số y phục, làm y quan trùng táng, chúng ta đến nghĩa trang đi nói. Chúng đệ tử nghe được Thượng Vân nói như vậy, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lấy đại sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bọn hắn cùng một chỗ đến Cao Hải trong phòng, đi thu thập một số quần áo cùng tư nhân đồ dùng. Hàn Phong đem quan tài đem ra, mọi người đem đồ vật bỏ vào trong quan tài, một đường dơ lên hướng về hậu sơn nghĩa trang đi đến. Mỗi ngọn núi hậu sơn đều có một mảnh nghĩa trang, dùng cho mai táng chết đi trưởng lão hoặc đệ tử bọn hắn chọn lấy một khối coi như địa phương tốt, đào hố to, đem quan tài bỏ vào, dựng thẳng tốt mộ bia, để lên vòng hoa. Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu ngồi sổm người xuống, một tấm một tấm đốt tiền giấy. Thượng Vân nhìn một chút cái này an tĩnh nghĩa trang, nói ra, nơi này không có người ngoài, chúng ta ngay trước cao hải sư đệ trước mặt, tốt tốt thương lượng một chút, nên như thế nào diệt đi diệp ra, báo thủ cho hắn trả thù. Đại sư Huynh, ngươi nói đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tốt, căn cứ khương sư muội cùng hàn sư đệ miêu tả bọn họ cùng cao sư đệ ba người cùng nhau đi tới hải ngoại hòn đảo điều tra cùng một chỗ giết người luyện đan đồ sát sự kiện cũng bắt cái kia tà tu kết quả đại gia cũng đều biết diệp ra hai người đuổi tới cao hải sư đệ vì yểm hộ hai vị luyện khí kỳ sư đệ sư muội đào tẩu hy sinh chính mình cao hải làm không sai thân là cường giả tùy tùng thân là sư huynh thì lý nên bảo hộ so với chính mình nhỏ yếu đệ đệ muội muội hắn là vĩ đại cũng là quang vinh mà phần này chứng cứ cũng bị hai vị sư đệ sư muội thành công liều chết bảo vệ, mang theo trở về. Có thể các ngươi có nghĩ tới không phần này chứng cứ giao cho chấp pháp đường, thiết luyện trưởng lão sẽ xử lý như thế nào? Một cái nam đệ tử nói ra, lấy thiết luyện trưởng lão công chính nghiêm minh tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha diệp ra, nhất định sẽ nghiêm khắc thẩm phán, theo xử phạt nặng. Thượng Vân gật đầu nói, tốt, như vậy vấn đề tới, thẩm phán người nào? Hung thủ đã táng thân bụng cá, không có chứng cứ, cho dù là có chứng cứ chứng minh đúng là bọn hắn hai người chỉ điểm tà tu giết người luyện đan diệp gia hoàn toàn có thể đi nói đây đều là bọn hắn hai người hành vi cá nhân cùng người khác có quan hệ gì cùng toàn bộ diệp gia có quan hệ gì đâu mặc kệ ở đâu phạm sai lầm đều là ai làm nấy chịu cũng không thể thân thích của ngươi giết người liền đem ngươi cũng cho chém đầu à liền ngồi cũng không xong như thế cái tội liên đới cũng căn bản không đả thương được toàn bộ diệp gia cho nên sự kiện này kết quả cuối cùng xác suất lớn vẫn là không có chứng cứ không giải quyết được gì diệp ra vẫn như cũ tiêu dao tự tại chỉ là cái kia hai cái chết mất người đến cõng chịu tội chứng liền tốt hàn phong để xuống tiền giấy đứng người lên nói ra nhưng diệp thanh vân rõ ràng nói qua luyện chế ra tới huyết đan là cho diệp long uyên ăn đó à có làm được cái gì diệp long uyên đến cùng không phải cũng không ăn sao diệp long uyên cũng có thể nói hắn vẫn luôn đang bế quan hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài đều là cái kia hai cái thúc bá tự chủ trương làm cùng hắn không có quan hệ. Thượng Vân cười khổ một tiếng, nói tiếp, trước kia ta làm sao lại không nhìn ra, tại trước mặt chúng ta khiêm nhường như vậy kính cẩn Diệp Sư Đệ, vậy mà lại là như thế một cái bỉ ổi vô sỉ tàn nhẫn thích giết chóc tiểu nhân đâu. Hàn Phong lại nói tiếp, cái kia nếu như chúng ta có thể bắt đến cái kia tà tu, để hắn tới làm chứng đâu. Có làm được cái gì? Cùng cái kia tà tu kết nối cũng là Diệp Thanh Vân hai người, hắn có thể biết bao nhiêu. Hắn đơn giản cũng là đem sai lầm hướng Diệp Thanh Vân trên thân hai người đầy thôi chẳng lẽ lại hắn sẽ nói là toàn bộ diệp ra mấy vạn người đều sai xử hắn làm như vậy. Cái này là không thể nào, cũng không ai sẽ tin. Thượng Vân khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, nói ra, vẫn là câu nói kia, trương trị một hai người, không phải chúng ta mục đích, chúng ta mục đích là diệt hắn toàn tộc. Xử lý diệp ra hết thảy mọi người, để cái này rắn chuột một ổ gia tộc, chỉ để theo âm dương tông bên trong xóa tên. Muốn muốn làm như vậy, rất đơn giản, cái kia chính là đem sự tình làm lớn chúng ta không giải quyết được mâu thuẫn, vậy liền để mâu thuẫn trở nên gay gắt, trở nên gay gắt đến không thu thập được cấp độ, trở nên gay gắt đến để có thể giải quyết diệp ra đại nhân vật, không thể không ra mặt cấp độ, dạng này mới được. Hiện tại chấp pháp đường đã lấy được chứng cứ, nhưng là chuyện rất quan trọng, muốn thương thảo, muốn thẩm phán, cần mấy ngày. Mà mấy ngày nay thì là cơ hội của chúng ta. Chư vị sư đệ sư muội, mấy ngày nay chúng ta muốn không lưu dư lực tại trong tông môn bên ngoài trắng trợn tuyên dương diệp ra đồ sát giác minh đảo mấy vạn người luyện chế huyết đan muốn để diệp long uyên đột phá tu vi sự tình không chỉ là muốn để trong tông môn đệ tử biết phía ngoài khu vực cùng thế lực cùng với khác tông môn cũng phải làm cho bọn hắn biết đem sự tình làm lớn nhào đến âm dương tông danh tiếng bị hao tổn nhào đến tất cả mọi người biết diệp ra là một cái đồ thành luyện đan tà ác gia tộc nhào đến để những tông môn khác đều biết âm dương tông bên trong có người giết người luyện đan đem dư luận làm huyên náo mọi người đều biết cứ như vậy, chúng ta trong tông môn đệ tử trưởng lão nhóm sẽ tức giận không chịu nổi, yêu cầu tông môn nghiêm trị Diệp gia. Cái khác đại gia tộc nhóm, ngồi ở vị trí cao trưởng lão nhóm, cũng sẽ cùng một chỗ yêu cầu nghiêm trị Diệp gia, đem Diệp gia toàn bộ đuổi ra tông môn đi. Dù sao, thiếu một cái Diệp gia, bọn hắn những gia tộc này có thể có được tài nguyên cùng vị trí liền sẽ càng nhiều. Còn có cũng là cái khác tông môn thế lực cũng sẽ đứng ra, lên án chúng ta Âm Dương tông, trách cứ chúng ta tà ác hành động. Ngoại nhân cũng mặc kệ chuyện này là các người âm dương tông ai làm, nhân ra chỉ biết là, cái này là các người âm dương tông làm. Đồng dạng, tông môn khác bên trong, nếu là ra một cái tà ác như vậy người, chúng ta cũng sẽ đi mắng cái kia cái tông môn cỡ nào xấu, mà không phải sẽ đi mắng người kia. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 90 Hàn Phong càng nghe ánh mắt càng sáng, tiếp lời nói ra. Đại sư Huynh ý kiến hay, cứ như vậy, trưởng môn bách tại nội ngoại áp lực, cùng tông môn danh tiếng cùng toàn tông trên dưới tất cả bức bách thì sẽ đồng ý đem người diệp ra toàn bộ đuổi ra tông môn đi hắn nếu là không đuổi đi diệp ra chúng ta liền mang theo đại gia tiếp lấy náo càng náo càng hung đem bầu trời đều cho lật tung không sợ trưởng môn không có áp lực dù sao cái này cái tông môn không phải trưởng môn một người tông môn mà là có rất nhiều trưởng lão cùng một chỗ làm chủ gặp phải đại sự đều là muốn thương nghị cho dù là trưởng môn cũng không thể chuyên quyền độc đoán huống chi ta nhìn trưởng môn nhân cũng không tệ lắm có lẽ náo không đến một bước kia, hắn thì thuận nước đẩy thuyền đem Diệp gia trục xuất tông môn này. Thượng Vân cười nói, Hàn sư đệ thật đúng là một điểm liền rõ ràng à, không sai dựa theo bình thường pháp quy chế độ, tông môn xác thực không thể đem Diệp gia thế nào. Nhưng là cái này không có nghĩa là trưởng môn cùng thiết luyện trưởng lão thì không muốn trừng trị cái này Diệp gia, có lẽ bọn hắn cũng chỉ là thiếu khuyết một cơ hội đâu. Mấy ngày nay, do ta ra mặt, tổ kiến một cái lấy Diệp liên minh, tụ tập càng nhiều nhân thủ đến, lại thêm hàn sư đệ ngươi khối này biển chữ vàng nhờ vào ngươi tại bí cảnh bên trong biểu hiện hiện tại toàn tông trên dưới đều nhìn diệp ra không vừa mắt đều cho rằng ngươi là chịu đủ diệp ra bức hại khổ chủ có ngươi cái chiêu bài này dựa vào ngươi đối diệp ra cái kia mọi người đều biết thâm cừu đại hận tất nhiên có thể cổ động không ít đệ tử đến cùng diệp ra khai chiến đợi đến diệp ra toàn tộc rời đi tông môn cái kia một ngày chúng ta liền lập tức giết ra ngoài cùng diệp ra chính thức khai chiến diệp gia tộc nhân đủ có mấy vạn người cái này đếm trong vạn người chỉ có mấy ngàn người là chúng ta âm dương tông đệ tử thôi. Còn lại những cái kia, đa số đều là chút luyện khí kỳ năm tầng phía dưới hoặc là phàm nhân người. Dù sao Diệp ra tuy nhiên nhiều người cũng không có khả năng từng cái đều tư chất tốt là tu luyện kỳ tài, có thể trở thành đệ tử. Đến lúc đó, bọn hắn rời đi tông môn, chúng ta thì đuổi theo giết sạch bọn hắn. Dù sao, giết đồng môn là phạm tội, giết ngoại nhân giết tặc nhân có thể cũng không phải là phạm tội. Diệp ra là đại gia tộc, tài lực tài nguyên phong phú, Đến lúc đó, thậm chí đều không cần chúng ta hay xảy ra hô người. Cái khác những đại gia tộc kia nhóm đều sẽ không bỏ qua như thế một khối đại thịt mỡ. Chờ đợi Diệp ra, tất nhiên sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Thượng Vân nói không sai, âm dương tông là có lấy mấy chục vạn đệ tử, nhưng dưới núi cùng xung quanh nhân khẩu đủ có mấy trăm vạn, phạm vi ngàn dặm trong phạm vi thế lực, nhân khẩu càng là hơn ức. Diệp ra có mấy vạn nhân khẩu, âm dương tông cái này mấy chục vạn trong hàng đệ tử, Bọn hắn không có khả năng chiếm 10% nếu không diệp gia cũng là Âm Dương Tông lão thiên gia. Thành Như Thượng Vân nói, tiền tài động nhân tâm, dư luận áp lực thêm lên diệp gia phong phú vốn liếng cùng tài nguyên, đủ để cho cái khác quyền cao chức trọng gia tộc động tâm. Chỉ cần diệp gia có thể bị đuổi ra tông môn, như vậy chờ đợi bọn hắn, tất nhiên sẽ là chết không có chỗ chôn. Thượng Vân nhìn về phía Hàn Phong, nói tiếp, "Hàn sư đệ, mấy ngày nay ngươi không cần làm cái gì, thì đợi trong nhà, thiếu gia mặt liền tốt." hết thảy đều giao cho sư huynh ta đến tổ chức an bài. Đợi đến chấp pháp đường thông báo ngươi bắt đầu đường thẩm, muốn ngươi đi làm chứng thẩm phán thời điểm, ngươi lập tức nói cho ta biết, ta nói cho đại gia, thông báo các đệ tử, cùng đi vây xem, cùng đi nháo sự. Sư huynh ta biết đại gia tộc cũng không ít có thể sớm cho bọn họ ra chủ thông thông khí, để bọn hắn làm tốt chia cắt diệp ra chuẩn bị, đến lúc đó thẩm phán lúc thì có thể giúp đỡ nói chuyện. Sự kiện này, Khương sư muội Khương gia cũng phải nhiều hơn xuất lực mới được à? Khương Tô Nhu lập tức gật đầu nói, Ừm, chờ ta sau khi trở về, ta liền đi tìm ta cha cùng gia gia của ta, nói cho bọn hắn sự kiện này. Được. Thượng Vân đi đến Hàn Phong trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, Hàn Sư Đệ, ta hiểu tâm tình của ngươi, Cao Hải Sư Đệ là vì cứu các ngươi mà chết, trong lòng ngươi nhất định rất ái náy. Nhưng là, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt Diệp ra, chẳng khác nào vì tông môn, vì nhân gian ngoại trừ một khối lớn u ác tính, Cao Sư Đệ liền không có chết vô ích hắn chết có ý nghĩa, hắn bị chết quang vinh, hắn cũng là anh hùng. Đại sư Huynh, yên tâm đi, sự kiện này không chỉ là vì cao sư Huynh báo thủ, cũng là vì chính ta báo thủ, vì cái kia mấy vạn vô tội chết thảm bách tính báo thủ. Hàn Phong đi tới trước mộ bia, quỳ xuống đến, dập đầu bốn cái khấu đầu, ánh mắt trịnh trọng nói ra. Sư đệ tạ sư Huynh ân cứu mạng, sư Huynh trên trời có linh thiêng lại nhìn lấy, sư đệ nhất định tự tay mình giết diệp ra người, vì ngươi báo thủ rửa hận. Tình cảnh này, nhìn đến những sư huynh khác ảo ảo gật đầu cái này Hàn Phong là cái tri ân đồ báo hữu tình nghĩa tốt sư đệ à thông qua sự kiện này Hàn Phong cũng quen biết này một đám các sư huynh sư tỷ cũng biết bọn hắn đều là một lòng đoàn kết lẫn nhau bảo vệ người tốt xem ra sư tôn chọn đệ tử ánh mắt cũng không tệ lắm đến mức Diệp Long Uyên tại hắn đối phó Hàn Phong trước đó ai có thể tin tưởng cái này nho nhã hiền hòa khiêm tốn công tử văn nhã vậy mà lại là một cái như vậy âm hiểm xảo trá ác đồ đầu Đương nhiên, nếu như không có Hàn Phong, Diệp Long Uyên thành công đạt được Khương Tô Nhu, hắn cũng có thể sẽ là một cái chính nhân quân tử. Ánh sáng mặt trời sáng sủa trên sự nỗ lực tiến, là vô số người trong lòng mẫu mực, hắn cũng có thể đối tông môn trung thành tuyệt đối, làm một người tốt. Chỉ là bởi vì Hàn Phong, hắn bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, triệt để hắc hóa. Hàn Phong cải biến Diệp Long Uyên tính cách, Diệp Long Uyên cũng cải biến Hàn Phong tính cách. Hàn Phong là một cái vô dục vô cầu nằm ngửa tính cách, người nào cũng không muốn đắc tội, chỉ nghĩ tới đắc ý cuộc sống điền viên. Mà bây giờ, hắn khổ đại cừu thâm, tất cả đều là bị Diệp Long Uyên bước đi ra. Đã như vậy, vậy liền không chết không thôi đi. Tất cả mọi người tán đi làm việc, Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu cũng về tới cái kia lầu nhỏ bên trong, cùng một chỗ ngồi xuống vận công liệu thương, ăn vào phục linh đan. Dù sao bọn hắn hai người, thương thế đều thật nặng, trạng thái cực kém, trước đó là vẫn cố nén lấy đau xót tại làm sự tình. Ăn vào đan dược về sau, qua rất lâu, hai người bọn hắn tâm tình mới dần dần bình phục xuống tới. Khương Tô Nhu nghiêng đầu, nhìn về phía Hàn Phong, răng giặc thở dài nói, Hàn Phong nha, ta phát hiện, ta thật không đủ giải ngươi, nhất là trước kia, ta chỉ đem ngươi trở thành là một người nhất gan hèn yếu người bình thường. Đi qua cái này mấy món sau đó, ta phát hiện nha, ngươi vẫn là thẳng dũng cảm. Ngươi vì vương miện, dám một mình rời đi chúng ta khương ra đại bộ đội, đi tìm hắn. Vì cho huynh đệ báo thù, dám một mình khiêu chiến một đoàn địch nhân lần này ngươi lại vì ta đem chính mình vũ dực bảo vật cho ta để chính ta đào mệnh chính mình đi nghênh chiến hai người trúc cơ cường giả ngươi mặt ngoài nhìn là một cái tên lười biếng trên thực tế à ngươi so bất luận kẻ nào đều dũng cảm lần này ngươi thật để cho ta rất cảm động ngươi cũng rất tốt sau cùng không phải cũng là không có chính mình chạy trốn trở về cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu sao chỉ là có chút ngốc ngươi cần phải chạy ngươi mới ngốc khương tô nhu si ngốc nhìn lấy hàn phong khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, ôm lấy Hàn Phong, răng giặc nói ra, Hàn Phong, cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt. Hàn Phong ôm lấy nàng, nhìn lấy nàng không ngừng rơi lệ dáng vẻ, biết nàng kỳ thật còn tại vì chính mình hành vi mà cảm động, cũng vì cao hải mà thương tâm. Hắn muốn ăn ủi nàng, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nghĩ nghĩ về sau, liền duỗi ra ngón tay, bốc lên cằm của nàng, cố ý xếp đặt làm ra một bộ đắc ý lại ngạo nghễ tư thái, đùa nàng nói ra, nha, Cô nàng này trước kia không phải rất cao lạnh sao, hiện tại tại sao khóc à? Có phải hay không yêu mến ta nha? Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 91, ngay tại anh 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 Khương Tô Nhu, bị Hàn Phong bất thình lình một chiêu cho làm có chút choáng váng. Cái này vẫn chưa xong, một bên tiểu hồ ly cũng nhảy tới trên mặt bàn, thẳng đứng lên, móng trái tử chống lạnh, vuốt phải hướng về phía trước rũi, học Hàn Phong dáng vẻ, dương dương đắc ý nói ra, nha cái này tiểu tỷ tỷ trước kia không phải tốt cao lạnh không để ý tới người nha, hiện tại làm sao anh 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 nha. Có phải hay không yêu mến bản hồ ly đây? Nhìn lấy bọn hắn hai dáng vẻ, Khương Tô Nhu nín khóc mỉm cười, một tay lấy hàn phong tay cho mở ra, lật ra cái lửa nguyết, sau đó lại nắm lên tiểu hồ ly, hung hăng vào nó cái đầu nhỏ. Ngươi cũng học người xấu này khi dễ ta đúng hay không? Dựa vào cái gì chỉ khi dễ tiểu hồ ly nha? Là bởi vì tiểu hồ ly dễ khi dễ sao? Tiểu hồ ly lớn tiếng kháng nghị, thường xuyên một trận chơi đùa khương tô nhu tâm tình tốt chuyển rất nhiều nàng đứng người lên đi rửa mặt điều chỉnh tốt tâm tính đi thôi phía trên nhà ta đi nhìn một chút cha ta đem chuyện này nói cho hắn biết để khương ra người cũng nhiều dùng dùng kình tranh thủ đem diệp ra danh tiếng làm đến thối hơn một điểm a à, phía trên nhà ngươi hà hàn phong có chút cục xúc nói ra làm gì khẩn trương à không phải lần thứ nhất đi nhà ngươi dù sao cũng phải mang chút gì đi tay không đi có phải hay không không tốt lắm dù sao lần thứ nhất đi lão bà nương nhà dựa theo hàn phong lý niệm tay không xác thực không tốt khương tô nhu cười lạnh nói làm sao hiện tại là đem ta và ngươi làm thành cặp vợ chồng sao không phải vậy đâu chúng ta không phải sao người nào nhà cặp vợ chồng đều không ở chung một chỗ hai địa phương ở riêng à a à, hai ta sân nhỏ thì cách một bức tường à đó cũng là hai địa phương vậy được đi ngươi ngày mai dọn dẹp một chút chuyển ta cái kia đến ở nhé cái kia bằng cái gì không phải ngươi chuyển đến ta nơi này ở ta không nỡ dược thảo của ta vậy ta còn không nỡ ta lầu các đây hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ chăm miệng một lời nói ra vậy trước tiên như vậy đi cuối cùng hàn phong vẫn là tay không cùng khương tô nhu về nhà ngoại khương tô nhu nhà tại âm dương phong phía dưới cả cái tông môn dưới núi khu vực trung gian bộ phận là một mảnh đại biệt thự trước cửa treo khương ra bảng hiệu nơi này hàn phong trước kia đi ngang qua mấy lần cũng biết đây là khương tô nhu nhà đi tới khương gia về sau không ít khương gia tử đệ đều hướng hai người bọn họ chào hỏi dù sao trước đó hàn phong tại tế tổ bí cảnh bên trong nhất chiến cực lớn thắng được khương gia người tâm hiện tại khương gia tuổi trẻ tử đệ đều đem hàn phong trở thành thế hệ tuổi trẻ mẫu mực khương gia là cái đại gia tộc bên trong ở rất nhiều người khương tô nhu nhà tại phía tây thứ hai cái trong đại viện cha mẹ ta trở về Khương Tô Nhu trong sân hô một tiếng. Lúc này trời đã tối, một ngày này, bọn hắn thật sự là kinh lịch quá nhiều. Thế mà, bên trong lại không ai đáp lại. Đúng lúc này, một cái Khương gia đệ tử chạy tới, người này Hàn Phong gặp qua. Cái kia đệ tử thở hồng hộc nói, Nhu muội, ta nói vừa mới nhìn rõ ngươi luôn cảm thấy có chuyện gì quên đi đâu, cha ngươi, ngươi nương cùng ca ngươi tẩu tử ngươi bọn hắn tất cả đều ra ngoài cứu ngươi đi. A, à, cứu ta. Khương Tô Nhu kinh hãi, Vội vàng lấy ra truyền âm ngọc giản, phát hiện bên trong có không ít phụ thân cùng ca ca cho nàng truyền âm, đều là hỏi nàng ở đâu. Tính toán một ít thời gian, nàng khi đó hẳn là còn ở chiến đấu kịch liệt đâu, không nhìn thấy cũng rất bình thường. Mà người trong nhà gặp nàng một mực không trở về, khẳng định mười phần cuống cuồng, liền tự mình ra ngoài tìm nàng cứu nàng. Nàng vội vàng lần lượt trả lời, ta cũng sớm đã đến nhà, các ngươi mau trở lại đi, ta trong nhà chờ các ngươi. Nói dứt lời, hai người liền đẩy cửa đi vào đi tới trong phòng khách ngồi xuống chờ đợi ta đều quên trước đó cầu viện thời điểm không chỉ hướng sư tôn cầu viện còn hướng phụ thân cùng ca ca cầu viện bọn hắn một mực tìm không thấy ta lại không biết ta cụ thể phương vị khẳng định phải một mực tìm đi xuống ta lại đem sự kiện này quên nghe khương tô nhu hàn phong cười nói có thể có nhà người quan tâm cảm giác thực tốt đúng rồi hàn phong quen biết đã lâu như vậy ta còn không có hỏi qua thân thế của ngươi đâu cha mẹ của ngươi người nhà là về cõi tiên vẫn là đi địa phương khác. Ta cũng không biết, nhà ta ngay tại Lạc Hà Phong phía Tây không bao xa tiểu sơn thôn bên trong, là nông hộ. Ta 13 tuổi năm đó, bọn hắn móc sạch tích xúc, giúp ta mua cái tạp dịch đệ tử danh ngạch, để cho ta đến Lạc Hà Phong tới tu hành. Qua một tháng ta nghỉ ngơi đi về nhà nhìn, lại phát hiện trong nhà đã không có người, còn có không ít cho bụi, hiển nhiên bọn hắn đã đi thật lâu rồi. Ta hỏi hàng xóm, hàng xóm cũng không biết cha mẹ ta đi đâu. Cho tới bây giờ, ta đều không còn có gặp qua bọn hắn căn bản không biết bọn hắn đi nơi nào hàn phong nói đến đây dừng một chút nói ra cần phải còn sống đi cần phải đi nhìn lấy hàn phong dáng vẻ khương tô nhu cảm thấy có chút đau lòng lôi kéo tay của hắn nói ra ta hiểu tâm tình của ngươi ngươi đã mất đi người nhà một mình sinh hoạt tại cái này đại tông môn bên trong không có cảm giác an toàn cũng là bình thường rõ ràng tư chất tốt như vậy cũng không dám hiển lộ ra chỉ muốn muốn bảo toàn chính mình cũng là khổ ngươi. Yên tâm đi, về sau, ta bảo vệ ngươi. Nhìn lấy Khương Tô Nhu cái kia lý giải lại đau lòng bộ dáng, Hàn Phong tâm lý giờ khóc giờ cười. Hắn cái nào là cái gì ẩn nhẫn à, hắn trước đó thì thật là triệt triệt để để phế vật à. Tốt, vậy sau này ngươi bảo hộ ta à. Hàn Phong cười vuốt vuốt Khương Tô Nhu cái đầu nhỏ. Cái kia cương chiều ngữ khí, để Khương Tô Nhu tâm lý một trận loạn chiến. Qua nửa canh giờ, Khương ra mấy người trở về tới, Hàn Phong gặp được Khương Tô Nhu phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ cùng tàu tử khương tô nhu phụ thân khương khánh tôn vẫn tương đối ổn trọng hướng về hàn phong nhẹ gật đầu nhưng là khương tô nhu mẫu thân thế nhưng là trong mắt chỉ có nữ nhi lôi kéo khương tô nhu lo lắng nói ra nhu nhi à ngươi thế nào có bị thương hay không nhanh để mẹ nhìn xem thấy cảnh này hàn phong cảm giác tâm lý ấm áp thân tình à bao nhiêu năm không có thưởng thức được ta không sao mẹ muốn không phải cao hải sư huynh cùng hàn phong liều chết cứu ta ta thì không về được hiện tại ngạch thật tốt, đừng lo lắng. Nhu nhi à, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh nói cho chúng ta một chút. Khương Khánh Tôn ngồi xuống chủ vị, rất có uy nghiêm mà hỏi. Khương Tô Nhu đầu tiên là đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần, Khương Khánh Tôn cùng Khương Hoài Dương sau khi nghe xong. Ao ao chửi ầm lên diệp ra vô sỉ tàn bạo, đồ sát phàm nhân, giết hại đồng môn. Khương Khánh Tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giận vỗ bàn nói ra. Sự kiện này quyết không thể cứ tính như vậy, cái kia hai cái người diệp ra cho dù chết không có đối chứng. Chúng ta khương gia cũng quyết không thể bỏ qua diệp ra, dám đụng đến ta con rể, còn sát hại đồng môn, ta khương gia cùng bọn hắn diệp ra không chết không thôi. Cha, chúng ta đã có đối phó diệp ra biện pháp, mà lại đã bắt đầu áp dụng. Là chúng ta đại sư huynh thượng vân nghĩ ra được biện pháp, chúng ta muốn tạo ra dư luận áp lực, cho trưởng môn cùng tông môn làm áp lực. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 92 Khương Tô Nhu đem bọn hắn kế hoạch nói một lần. Khương Khánh Tôn sau khi nghe xong, gật đầu nói, không tệ, là cái hảo kế hoạch, đã tránh khỏi đồng môn tương tàn, bị chấp pháp đường trừng trị, lại có thể tiêu diệt diệp ra, lấy tuyệt hậu hoạn. Kế hoạch này không tệ, chúng ta Khương gia cũng muốn ra một phần lực, mà lại muốn xuất lớn nhất lực. Dạng này, sáng mai, ta thì đến nhà trong tộc đường đi triệu tập trưởng lão cùng các trưởng bối, nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào, để chỗ có Khương gia đệ tử đều đi làm sự kiện này đợi đến truy sát diệp ra thời điểm chúng ta khương ra toàn viên xuất động giết hắn cái không chừa mảnh giáp tốt đến lúc đó ta cùng hàn phong cũng muốn đi qua đi tự mình báo thù rửa hận nghe đến đó khương khánh tôn nhìn hàn phong liếc một chút nói ra yên tâm đi đến lúc đó diệp long uyên khẳng định là để dành cho ngươi đến tự tay đánh chết để ngươi tự tay xử lý cừu nhân này tạ bá phụ hàn phong đứng người lên ôm trưởng nói nhanh ngồi đi hàn phong à trong mấy ngày này chúng ta phải không ngừng chế tạo dư luận, nhưng Diệp gia người cũng không phải người ngu. Bọn hắn tất nhiên sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng, muốn đưa ngươi cùng Nhu Nhi hai cái này chứng người xử lý, vì đằng sau bị thẩm vấn công đường tới làm chuẩn bị. Mấy ngày nay, hai người các ngươi trước không muốn về Lạc Hà Phong đi, thì lưu tại Khương gia ở tạm là đủ. Khương gia có kết đan trưởng lão, còn có ta ở đây, có thể bảo vệ các ngươi không có sơ hở nào. Hàn Phong ôm trưởng nói ra, tạ bá phụ hảo ý, chỉ là ta cảm thấy, chúng ta vẫn là ở tại lạc hà phong trong nhà tương đối tốt nghe vậy khương khánh tôn cau mày nói làm sao ngươi là ngại khương ra không tốt sao vẫn là nói ở chỗ này ở quá mức câu thúc rồi hàn phong lắc đầu nói không phải bá phụ ta là đang nghĩ nếu như diệp ra thật phái người đi giết ta cùng sư tỷ ngược lại là một chuyện tốt đầu vừa vặn chúng ta có thể cầm tới diệp ra càng nhiều tội hơn chứng chế tạo càng lớn dư luận đến lên án diệp ra ta từng cùng hai người trúc cơ trung tầng giao thủ không phải là ta vô lễ, ta tuy nhiên đánh không lại trúc cơ, nhưng trúc cơ muốn biểu sát ta sau đó bỏ trốn mất dạng, đó là không có khả năng. Chỉ cần ta có thể kiên trì một lát, trên núi kết đan trưởng lão cùng tư ngọc sư tôn, lập tức liền có thể cảm nhận được chiến đấu này sóng linh khí, sau đó qua tới cứu viện, bắt sống thích khách. Ta nghĩ, Diệp ra cần phải còn không nỡ hy sinh một cái kết đan cường giả tới ám sát chúng ta đi. Thực sự không được, chúng ta cũng muốn hướng bá phụ mượn cái phòng ngự trận pháp cái gì, chỉ cần có thể ngăn trở kết đan một kích là được, chờ đến xử lý xong Diệp ra sự tình, trả lại cho bá phụ. Ngươi nói cũng có đạo lý, lấy thân làm mồi, đi hấp dẫn Diệp ra lần nữa phạm sai lầm, cũng tốt. Trận pháp ta cái này tự mình đi cho các ngươi hai bố trí, như là ngươi không muốn nói gì có cho mượn hay không. Ngươi cái này hài tử à, cái nào đều tốt, cũng là cho tới bây giờ không có đem khương ra người làm thành qua chính mình người, cũng không có làm thành qua nhà mình à. Tâm tính của ngươi, nhân phẩm cùng tư chất, Điều là vô cùng tốt, ta nói qua, ta sẽ không nhìn lầm người, chúng ta cũng sớm đã đem ngươi trở thành chính mình hài tử một dạng. Lần này ngươi quên mình vì người, để nhu nhi chạy trốn, chính mình đi liều chết ngăn cản đệ tử, ta liền biết, ngươi là chân nam nhân, đem nhu nhi giao phó cho ngươi là đúng. Người một nhà không nên nói nữa hai nhà bảo. Đi thôi. Khương Khánh Tôn đứng người lên, mang theo Khương ra người cùng Hàn Phong, cùng một chỗ bay về phía lạc Hà Phong. Đến bọn hắn lầu các cùng bên ngoài viện, Khương Khánh Tôn hỏi đây là ngươi sân nhỏ. Đúng vậy A bá phụ, bên trong dược thảo đều là ta tự tay trồng trọt. Không phải, ý của ta là, hai ngươi còn không có được một khối. Cha, ngươi tại nói vớ nói vẩn thứ gì đâu. Khương Tô Nhu khuôn mặt ửng đỏ, khẽ kêu nói, chúng ta sự tình không cần ngươi quản, chính chúng ta vui vẻ là được rồi. Được được được, ta mặc kệ, đúng, tháng trước Khương ra cho dòng chính đệ tử mỗi tháng tài nguyên, hai người các ngươi nhận được không? Nghe vậy, Khương Tô Nhu trợn nhìn Hàn Phong liếc một chút, nói ra, đều nhận được. Lần trước Khương ra đưa tới tài nguyên, Hàn Phong không từ chối được, nhưng chuyển tay thì toàn đưa cho Khương Tô Nhu. Những cái kia tài nguyên bên trong, có đan dược, có linh thạch, còn có một số đặc thù thuộc tính như hỏa linh tinh, thủy linh tinh loại hình đồ vật. Hàn Phong đem những này đưa cho Khương Tô Nhu, thứ nhất là không muốn thiếu Khương ra quá nhiều nhân tình, thứ hai thì là, đưa cho Khương Tô Nhu đồ vật, có thể được đến 10 lần trả về. Khương gia đồ vật còn tại khương ra người khương tô nhu trong tay hắn đồ vật đều là chúc phúc cho bởi vì hắn cùng khương tô nhu cùng một chỗ thời gian rất ngắn cảm tình mới vừa vặn tiến hóa đến ái tình còn không có tiến hóa đến thân tình không có gì người một nhà cảm giác hắn cũng không có cùng khương tô nhu là người một nhà khái niệm dù sao nói chuyện yêu đương cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau hắn không biết kỳ thật khương tô nhu đồ vật cũng là hắn đồ vật hắn đồ vật cũng là khương tô nhu đồ vật khương tô nhu không muốn để cho nhà người biết hàn phong đem tài nguyên đều đưa cho nàng nếu không khương khánh tôn lại cái kia cảm thấy hàn phong không có coi bọn họ là chính mình người bằng thêm ngăn cách khương khánh tôn rất cẩn thận làm một tòa đại trận đem hàn phong cùng khương tô nhu tiểu viện tử tất cả đều bảo hộ ở bên trong hàn phong nhìn thấy có tốt hơn đại trận liền đem chính mình cái kia có thể tùy cơ truyền tống đến huyết giáp truyền tống trận thu vào lưu đến về sau đi ra ngoài dùng sau khi làm xong khương ra người thì đều trở về Khương Hoài Dương trước khi đi còn ôm lấy Hàn Phong bả vai, căn dặn tán dương một phen, lúc này mới rời đi. Không thể không nói, anh vợ người này là cực tốt. Sau khi trở về, thiên cũng sáng lên, bận rộn một ngày một đêm Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu, tinh thần lực cũng tiêu hao quá sức. Dù sao một ngày này kinh lịch sự tình thật sự là nhiều lắm, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Hai người nằm tại Hàn Phong trên giường lớn, ôm nhau thiếp đi, tiểu hồ ly cũng thì đem chính mình ổ nhỏ kéo ra đến bên ngoài, phơi nắng có thể dễ chịu bọn hắn ngủ thiếp đi, cả cái tông môn vỡ tổ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, kinh qua không ít người có quyết tâm cực lực phủ lên cùng truyền bá, rất nhanh liền truyền khắp cả cái tông môn. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử trưởng lão, thậm chí bao gồm dưới núi thành trấn cùng xung quanh bách tính, tất cả đều biết. Người Diệp gia táng tận lương tâm, đồ sát mấy vạn bách tính luyện chế huyết đan, muốn cho một cái gọi Diệp Long Uyên Diệp gia đệ tử đột phá tu vi dùng, cái kia mấy vạn người mệnh đến đổi Diệp Long Uyên trúc cơ tại bị vĩ đại chính nghĩa cao hải hàn phong cùng khương tô nhu phát hiện về sau bọn hắn lại muốn tàn nhẫn sát nhân diệt khẩu sau cùng cao hải yếu không địch lại mạnh bị đồng môn giết chết hàn phong khương tô nhu tại cao hải yểm hộ dưới liều chết giết ra khỏi trùng vây che chở chứng cứ trốn về tông môn trọng thương ngã gục giết người luyện đan giết hại đồng môn mỗi một đầu đều tội không thể tha một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng cả cái tông môn trong lúc nhất thời lòng đầy cam phẫn cũng đang thảo luận lấy chuyện này các đệ tử cho rằng Diệp gia bại hoại âm dương tông danh tiếng, làm đến bọn hắn uy vọng rớt xuống ngàn trượng, thành ngoại giới người người kêu đánh đối tượng. Thậm chí có âm dương tông đệ tử đến dưới núi thành trấn bên trong đi, gặp phải bách tính, đều bị người chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Dù sao, dân chúng đều là phàm nhân, cũng là có khả năng nhất đồng tình những cái kia bị đồ sát phàm nhân quần thể. Hôm nay ngươi có thể giết mấy vạn phàm nhân đến luyện đan, ngày mai là không phải liền nên giết chúng ta à? Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn, tập 93. Tại phàm nhân dân chúng xem ra, những tu sĩ kia nguyên một đám phi thiên độ địa, uyển như thần tiên một dạng, vốn phải là che chở bảo vệ bọn họ. Có thể hiện nay, những người này lại muốn sát hại bọn hắn, đồ sát nhiều người như vậy, liền vì luyện chế một viên đan dược. Mã đi mệnh cũng là mệnh, người bình thường liền nên bị các ngươi những thứ này tồn tại cường đại làm thành xúc vật một dạng tùy ý giết sao. Dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn trông án không cửa, chỉ có thể liên danh viết xuống vạn dân thư mỗi người đều dính lấy huyết viết lên tên của mình, quỳ gối âm dương tông trước sơn môn, cầu âm dương tông nghiêm trị diệp ra cái này hung thủ giết người. Tại có lòng người trợ giúp dưới, tin tức càng truyền càng xa, thậm chí thì liền những tông môn khác cũng đều biết sự kiện này. Cùng là mân quốc tứ đại tông cái khác tam đại tông môn, cùng mân quốc hoàng thất cũng đều ảo ảo hướng về âm dương tông tạo áp lực. Mân quốc là thiên tinh đại lục đông nam bộ đại quốc, nam bắc vạn dặm rộng, đồ vật cũng có 8.000 dặm, bức vực bao la, ở trong nước, có bốn cái lớn nhất tu tiên tông môn. Theo thứ tự là Đông Nam Âm Dương Tông, Đông Bắc Huyền Thiên Kiếm Môn, Tây Bắc Diệu Âm Cốc, Tây Nam Huyết Vân Cung. Trung gian thì là Mân Quốc Hoàng Thất. Bọn hắn bốn nhà đều là danh môn chính phái, chính thống tu tiên tông môn, lẫn nhau ở giữa mặc dù có chút ma sát, cũng có minh tranh ám đấu, nhưng trên mặt nổi vẫn là giao hảo, cùng Mân Quốc Hoàng Thất cùng một chỗ cộng đồng đối kháng thế lực tà ác. Hiện tại Âm Dương Tông xuất hiện như thế một cái tà ác gia tộc, cái kia ba nhà chắc chắn sẽ không buông tha cái này cho âm dương tông tạo áp lực cơ hội. Cho dù là xem náo nhiệt buồn nôn buồn nôn âm dương tông cũng tốt à. Sau đó, bọn hắn ba nhà ảo ảo hướng âm dương tông trưởng môn truyền âm, nghiêm khắc trách cứ diệp ra hành động. Mà mân quốc hoàng thất càng là phát công hàm, yêu cầu âm dương tông nghiêm khắc trừng trị cái này tà tu gia tộc, khôi phục tu tiên tông môn tại trong dân chúng danh vọng. Dù sao, ra loại chuyện này, danh tiếng bị hao tổn cũng không chỉ là âm dương tông một nhà, thậm chí toàn bộ mân quốc tu tiên giới đều phải bị liên lụy. Danh môn chính phái gia tộc vậy mà đổ sát phàm nhân luyện đan. Vậy các ngươi những thứ này cái khác danh môn chính phái đã có làm hay không loại chuyện này? Còn có chính là, những thứ này khu vực cùng hải vực bách tính, đều là mân quốc con dân, ngươi âm dương tông người giết mấy vạn bách tính, hoàng thất triều đình có thể mặc kệ không hỏi sao. Bách tại nội ngoại áp lực, âm dương tông trưởng môn chỉ có thể tuyên bố, ba ngày sau công khai thẩm tra xử lý án này, nhất định còn đại gia một cái công đạo đồng thời còn phái người đi nhìn thẳng người Diệp gia. ở đây án thẩm tra xử lý trước đó, người Diệp gia đều không được rời đi tông môn để phòng bọn hắn đào thoát chế tài. mà đang ngủ say Hàn Phong còn không biết ngoại giới đã vỡ tổ, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người của bọn hắn đây. mê nhọc quá độ hắn cùng Khương Tô Nhu ôm cùng một chỗ, dòng dã ngủ một ngày một đêm thời gian. đến sáng ngày thứ hai mới mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng Hàn Phong quay người ôm lấy bên người hoàn mỹ đường cong, dùng toàn bộ thân thể đến cảm thụ bên người đường cong cùng ấm áp. Chúng ta tiểu tô nhục thân thể, thật mềm à, ôm lấy thật là thoải mái. Hàn Phong thoải mái tại Khương Tô Nhu sau trên cổ cọ sát cái mũi. Sau đó, hắn nhìn đến Khương Tô Nhu chính cầm lấy ngọc giản, nghe truyền âm đây. Tốt, ta, à, ta đã biết, mấy ngày nay chúng ta sẽ không ra môn, hết thảy chờ đến ba ngày sau lại nói. Ừm, các ngươi nhiều nhìn chằm chằm diệp ra điểm, đừng để bọn hắn chạy, cũng đừng để bọn hắn chuyển di tài sản. Yên tâm đi, ta cùng Hàn Phong lại không là tiểu hài tử. A, à, hắn tỉnh à, tại sao lưng cọ cái mũi đây? Ngươi im miệng, ra mà không kính, chúng ta có hay không ngủ cùng một chỗ mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Khương Tô Nhu giận đùng đùng để Ngọc giản xuống, sau đó xoay người lại, cùng Hàn Phong ôm ở cùng nhau. Vừa mới ta đại cữu ca nói cái gì rồi? Hắn nói sự tình phát triển so dự đoán muốn tốt rất nhiều, mới một ngày một đêm đi qua, tin tức đều truyền khắp toàn quốc hiện tại trong tông môn đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ phàm nhân dân chúng phía trên vạn dân thư yêu cầu nghiêm trị diệp gia thì liên cái khác tam đại tông cùng mân quốc hoàng thất đều muốn cầu trưởng môn nghiêm khắc trừng trị diệp gia đem cái này bại hoại gia tộc đá ra chính phái hàng ngũ bên ngoài bây giờ huyên náo có thể lợi hại trưởng môn bức bách tại áp lực tuyên bố 3 ngày sau sáng sớm tại âm dương phong chủ điện quảng trường phía trên ngay trước tiền đạo tổ sư gia pho tượng trước mặt thẩm phán vụ án này cũng mời thỉnh các đệ tử cùng những tông môn khác người tới quan sát. Đến lúc đó, không chỉ tất cả đệ tử sẽ đi, thì liền cái khác Tam Đại Tông cùng Hoàng thất đều sẽ phái sứ giả tới quan sát. Sự kiện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói lớn cũng lớn, chủ yếu là huyên náo quá lợi hại, dư luận áp lực quá lớn, liên quan đến chúng ta sở hữu danh môn chính phái danh tiếng, cho nên thế lực khác mới như thế chú ý, cho chúng ta tông môn liên hợp tạo áp lực. Hàn Phong, ngươi nói chúng ta lần này có phải hay không huyên náo có chút quá à? nhìn lấy khương tô nhu cái kia khẽ nhíu mày biểu lộ hàn phong đưa tay đem lông mày của nàng vuốt lên nói ra không có chút nào làm qua ta thậm chí cảm thấy đến còn chưa đủ sự kiện này muốn là xử lý tốt tông môn danh tiếng không những sẽ không suy yếu ngược lại sẽ nâng cao một bước chỉ cần trưởng môn có thể ngoan hạ quyết tâm nghiêm khắc trừng trị diệp ra đem bọn hắn đuổi ra tông môn để ngoại giới nhìn đến chúng ta âm dương tông tuyệt không cô tức dưỡng gian lập chí trừ ma vệ đạo quyết tâm người khác ngược lại là sẽ cho rằng chúng ta âm dương tông là thật danh môn chính phái không che chở nhà mình phạm sai lầm người dạng này cương trực công chính tốt tông môn người nào không nguyện ý xin vào đâu vậy được rồi chỉ cần có thể giải quyết diệp ra là được cái này bại hoại gia tộc dây dưa thời gian của chúng ta cũng đủ dài là thời điểm cái kia để bọn hắn trả giá thật lớn ta cũng chờ mong lấy có thể tự tay báo thù rửa hận cái kia một ngày đây hàn phong cười nói khương tô nhu lườm hắn một cái nói ra ngươi là muốn tìm diệp ra báo thù rửa hận sao ngươi là muốn tìm ta báo thù rửa hận à tay của ngươi lại không thành thật đang sờ làm sao hàn phong cười xấu xa một chút nói ra này làm sao có thể gọi báo thù đâu cái này gọi yêu ngươi hiểu không ta theo ngươi có cái gì thù à a à, ta và ngươi thù cũng lớn đâu trước kia ta đối với ngươi cao lạnh lãnh đạm ngươi khẳng định ghi hận trong lòng phía trong lòng nghĩ đến về sau ngày nào nhất định muốn thật tốt khi dễ ta trà đạp ta Báo ta trước đó đối ngươi cao lạnh thù, có phải hay không à? Hừ, trong lòng ta đều hiểu đây. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, sụ mặt, học hắn cùng Khương Tô Nhu lần thứ nhất lúc gặp mặt, đối phương biểu lộ cùng ngữ khí nói ra, "Uy, ngươi gọi Hàn Phong đúng không? Ta lựa chọn ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là phế vật mà thôi, không cho được ta áp lực." "Ây, đây là xem mắt lần trước linh thạch, đều cho ngươi, về sau bản tiên nữ cho phép ngươi mỗi 10 ngày song tu một lần." "Nhớ kỹ, đây là bản tiên nữ thưởng ngươi ngươi không muốn không biết tốt xấu khương tô nhu thổi phù một tiếng cười hung hăng đánh hắn một chút phi ta nào có nói như thế quá phận à ngươi khi đó khẳng định ghi hận trong lòng à liền đợi đến lúc này thời điểm hung hăng trả thù ta đúng không vậy cũng không ta còn muốn biến đổi nhiều kiểu trả thù ngươi đây hung hăng khi dễ ngươi đến ngoan hé miệng hôm nay phu quân dạy ngươi cái mới tư thế khương tô nhu kinh ngạc nói a à, có ý tứ gì không được, dạng này không được. Ngươi lăn à? Ngô, bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 94, Khương Tô Nhu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vậy mà lại có một ngày, bị một người nam nhân khi dễ thành dạng này. Thở hồng hộc mồ hôi rầm dề nàng, cũng không đoái hoài tới mệt mỏi, nắm lên một bên nước trà liền bỗng nhiên xúc miệng. Nàng lúc trước lựa chọn Hàn Phong, cũng không phải là bởi vì ưa thích Hàn Phong, chỉ là bởi vì chán ghét Diệp Long Uyên thôi. Diệp Long Uyên mỗi lần nhìn ánh mắt của nàng, tuy nhiên đều là ô nhuận kính cẩn nhưng khương tô nhu vẫn có thể theo đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra loại kia đối nàng thân thể khát vọng cùng sắc dục nàng rất chán ghét loại này hoàn toàn bản không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc ra thịt lựa chọn hàn phong chỉ là bởi vì hàn phong là cái phế vật lại không bối cảnh cùng cường thế hai chữ không dính dáng sẽ không mượn đạo lữ thân phận ép buộc nàng đi làm loại kia nam nhân thích làm sự tình một cái đầu nguyệt cũng xác thực rất tốt chưa từng nghĩ một tháng sau thì thay đổi. Nàng nhìn lầm. Nam nhân này cũng không phải phế vật, tư chất tốt đây, so với nàng đều mạnh hơn nhiều, mà lại cũng ưa thích cùng với nàng làm chuyện ân ái. Cái này làm còn chưa tính, thật không nghĩ đến, cái này xem ra chất phác đàng hoàng xấu hổ cùng cái tiểu nam sinh một dạng gia hỏa, lại còn chơi như thế hoa. Đáng giận, nhìn lầm, bị lừa rồi lên thuyền giặc. Nhưng lúc này lại hối hận cũng đã chậm, nhìn lấy trên giường cái kia vẻ mặt đắc ý gia hỏa, thì hận không thể cho hắn bang bang hai quyền. Khương Tô nhu thấu hết miệng về sau, lạnh hừ một tiếng, giữ im lặng mặc vào quần áo, một bộ áo trắng như tuyết, giống như tiên nữ hạ phàm một dạng, thanh lãnh lạnh nhạt ngồi ở cửa sổ, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Dù sao, đây mới là nàng người thiết lập. Hàn Phong một bên thưởng thức lấy tiên nữ mỹ mạo, một bên cầm lấy truyền âm ngọc giản cùng hảo huynh đệ Vương Miện nói chuyện phiếm. Vừa mới kích tình thời điểm Vương Miện cho hắn truyền âm, hắn còn chưa kịp nghe đây. Ta dựa vào huynh đệ, tình huống như thế nào? Ta nghe nói người bên kia lại bị Diệp ra người ám sát. Vẫn là tại trên biển. Tình huống như thế nào, ngươi chết không? Nghe nói như thế, Hàn Phong liếc mắt, trả lời. Cha ngươi ta còn chưa có chết đâu, nhắm lại người miệng quạ đen. Ta nghe nói bên ngoài bây giờ các đệ tử đều tại thảo phạt Diệp ra. Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, cái này con chó Diệp ra thật không phải thứ gì à. Vậy mà đồ sát nhiều như vậy phàm nhân luyện đan, liền vì để Diệp Long Uyên cái kia cầu tặc đột phá, thật sự là đáng giết ngàn đao tức chết ta rồi, thật nghĩ đem Diệp ra cả nhà đều cho đánh chết. Được rồi, được rồi, bớt ở chỗ này khổ đại cừu thâm, ngươi thì không cần quan tâm những chuyện này, ngươi bây giờ luyện võ luyện thế nào à? Hơn một tháng đi qua, có cái gì tiến bộ? Vậy ta tiến bộ cũng lớn đi, ta nói cho ngươi, tổ sư ra cho môn công pháp này thật sự là quá lợi hại, sư phụ lão nhân ra người nói. Đây quả thực là thiên hạ đệ nhất võ đạo thần công, chỉ cần chịu khổ, thu hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ta hiện tại đã là cừu phẩm võ giả, có thể lợi hại, một quyền có thể đem một khối đá lớn đánh thành hai nửa. Sư phụ ta nói ta tu tiên tư chất không được, luyện võ tư chất tốt, chỉ cần ta siêng năng tu luyện, thành tựu tương lai không thể so với hắn thấp. Nghe nói như thế, Hàn Phong an tâm, hắn như là một mực đối vương miện tu tiên lộ vô vọng sự tình vô cùng ái nái đây. Vậy là được, ngươi ở bên kia hiện tại qua được kiểu gì à? Muốn về không đến được, ta còn đi đón ngươi đến Lạc Hà Phong à? Không cần, lúc này thời điểm là cái mẫn cảm thời điểm, ngươi lần này đem diệp ra thanh danh của người bôi xấu người diệp ra hận ngươi tận xương trong khoảng thời gian này ngươi cùng ta tốt nhất đều đừng ra cửa trước tránh một chút chờ sự tình qua đi lại nói cái khác bằng không hai ta vừa ra khỏi cửa lại bị người ta cùng một chỗ đập chết thì không hoa được rồi ha 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 đến mức ta ở chỗ này kiểu gì ngươi còn không biết sao mỗi ngày thì làm bốn kiện sự tình ăn cơm ngủ luyện võ khi dễ họ diệp mấy cái điêu mau diệp long tuyển cái kia năm người mỗi ngày bị ta giáo huấn cùng chó một dạng gánh nước chẻ củi nấu cơm quét dọn vệ sinh có chút điểm không thuận ý ta thì hung hăng đánh đánh bọn hắn ta là bị sư phụ ta cảm mến dạy bảo tăng thêm công pháp tu luyện rất nhanh đã là cửu phẩm võ giả bọn hắn năm cái vẫn là bất nhập lưu đâu ta một người có thể đánh bọn hắn năm cái không dám ngẩng đầu tăng thêm có sư phụ cho ta chỗ dựa ta sống vui sướng đây vậy là được bất quá cũng không cần khi dễ quá ác qua mấy ngày cũng là thẩm phán Diệp gia dựa theo kế hoạch của chúng ta, Diệp gia sẽ bị trục xuất tông môn, đến lúc đó toàn thể xuất động truy sát Diệp gia. Mấy cái kia Diệp gia người cũng phải bị một khối giết chết. Cái kia muốn chiếu nói như vậy, ta càng được thật tốt khi dễ khi dễ bọn họ, bọn hắn muốn là chết, ta nhưng là không còn đến khi dễ à, ha ha ha, ta phải nắm chắc thời gian. Bất quá à, phong tử, Diệp gia có mấy vạn nhân khẩu, trong đó đại bộ phận đều là phàm nhân, những cái kia phàm nhân, cũng muốn giết sao. Nghe vậy, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, Diệp ra người không có một cái nào đáng chết, bởi vì đồ sát phàm nhân kẻ cầm đầu đã chết. Nhưng đã xuất thủ, vậy thì phải đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ không trừ gốc, gió sân thổi tới lại tái sinh à. Người nào không sợ nhân từ nương tay thả đi một số người Diệp ra bên trong, tương lai ra cái tuyệt thế thiên kiêu giết trở về báo thủ à. Đạo lý ai cũng hiểu, không phải người ta có thể khống chế, những đại gia tộc kia sẽ không nhân từ nương tay. Huống chi, Diệp gia giết mấy vạn phàm nhân, món nợ này chẳng lẽ không cái kia dùng bọn hắn Diệp gia người mệnh đến đến sao? Vương Miện bên kia trầm mặc hồi lâu, mới trả lời, "Cũng đúng, ngươi nói có lý, cứ làm như thế đi, đến lúc đó ta cũng muốn đi, cho dù là không thể chính mình động thủ, ta để Trương Tú mang theo ta, ngăn cách thật xa nhìn xem cũng được." "Đi, không nói, thời gian tu luyện đến, ta phải đi luyện võ." Hàn Phong thu hồi ngọc giản, đi vào khương tô nhu bên người nhìn nàng kia nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa nỗ lực tu luyện bộ dáng cái kia dưới ánh mặt trời lông mi thật dài giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng khiến người ta nhịn không được say mê trong đó hàn phong tại tiểu mỹ nhân khóe miệng hôn một cái sau đó ôm lấy tiểu hồ ly về chính mình sân nhỏ bên trong đi phơi nắng nào có cái gì so nằm ngửa thoải mái hơn đây này một bên khác vương miện thu truyền âm ngọc giản cầm lấy cây roi chiếu vào ngay tại bữa củi mấy cái diệp ra đệ tử trên thân liền hung hăng rút vài cái Tại mấy cái kia đệ tử tiếng kêu rên bên trong, hướng về kia cái thác nước đi tới. Diệp Long tuyển mấy cái người ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn lấy cái này đại sư huynh, trong lòng đã nghĩ qua vô số loại làm chết đối phương phương pháp, cũng không dám có chút động tác, chỉ có thể nén giận. Vương Miện đây chính là trần trụi bá cao, ngược đãi, căn bản không đem mấy người này làm người nhìn. Nếu là không rõ chân tướng người thấy cảnh này, khẳng định muốn đem Vương Miện ngàn đao bầm thây nhưng đem vương miện theo một cái ánh sáng mặt trời sáng sủa đại nam hài biến thành một cái ác độc bá cao ác nhân không phải liền là những thứ này họ diệp người sao bọn hắn chỉ là tự làm tự chịu là đáng đời vương miện đi tới thác nước phía dưới cởi trần lộ ra cường tráng bắp thịt mặc cho thác nước cái kia to lớn trùng kích lực nện vào trên người hắn cọ rửa thân thể của hắn đau đớn kịch liệt để hắn đau đến không muốn sống hắn cắn răng cứng chắc lấy bởi vì à nếu như không cường đại lên cái kia cho dù là tại lúc báo thù hắn cũng có thể chỉ có thể ở nơi thật xa nhìn lấy. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 95, ba ngày chợt lóe lên, cũng không có người đến ám sát Hàn Phong. Bởi vì nghe nói Diệp ra nội bộ đã sớm làm cho túi bụi, thương nghị dòng dã ba ngày. Càng là phái đi ra không ít trưởng lão đi ra tộc khác cùng trưởng lão chỗ đó, đưa lên hậu lễ, chỉ xin người ta đến lúc đó có thể giúp đỡ nói nói tốt. Cuối cùng đã tới thẩm phán thời gian, sang sớm, âm dương phong chủ điện quảng trường phía trên, liền lại tụ tập được vô số đệ tử trưởng lão. Loại này rầm rộ, những năm qua hàng năm chỉ có một lần, cái kia chính là tế tổ đại điển, năm nay khác biệt trước kia, lần này thậm chí so trước đó tế tổ đại điển càng thêm náo nhiệt. Không chỉ là sở hữu âm dương tông đệ tử cùng trưởng lão đều tới, thì liền dưới núi Bách Tính cũng thành lập phái đoàn. Buổi tối hôm qua liền bắt đầu leo núi, nhất định muốn tận mắt thấy tông môn trừng trị diệp ra. Còn có một chút chính là, thế lực khác cũng đều muốn phái người tới. Phải biết, âm dương tông tế tổ đại điển loại này rầm rộ thế lực khác thậm chí hoàng thất đều chưa từng phái người tới xem lễ lần này lại muốn phái người tới dự thính lần này thẩm phán có thể nghĩ các nhà coi trọng cỡ nào sự kiện lần này thẩm phán còn chưa bắt đầu nguyên cáo bị cáo còn chưa tới tràng liền có thế lực sứ giả đến đây đệ nhất cái đến chính là huyền thiên kiếm môn người huyền thiên kiếm môn bên trong đều là kiếm tu lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ mỗi một người đệ tử đều có một thanh bản mệnh bảo kiếm từ nhỏ mang theo trên người, bồi dưỡng kiếm linh, bồi dưỡng mình cùng bảo kiếm độ phù hợp, đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Cũng là tứ đại tông môn bên trong thực lực tối cường, am hiểu nhất công phạt chi đạo tông môn. Trưởng môn một mực tại quảng trường phía trên, nhìn thấy ngoại tông đến làm rơi xuống, ôm trưởng nói, thiên kiếm tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. Huyền thiên kiếm môn cầm đầu trưởng lão, là một cái vóc người gầy gò trung niên tu sĩ, cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Một bộ chính khí lẫm nhiên dáng vẻ, sau lưng còn theo mười mấy người xem bộ dáng là có trưởng lão có đệ tử thiên kiếm bái kiến đoan mộc trưởng môn thiên kiếm tử mỉm cười hướng về đoan mộc trưởng môn ôm trường trưởng môn khách sáo nói nói thiên kiếm tử đạo hữu có thể tới chúng ta âm dương tông để cho chúng ta dòng đến nhà tôm à dòng đến nhà tôm coi như xong đi dù sao chúng ta là tới thăm đám các người mất mặt a à, không phải nhìn đoan mộc trưởng môn như thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp chúng ta cũng tốt học tập một chút sau khi trở về cũng học quý tông một dạng nghiêm túc chỉnh đốn tông môn à. Ngươi vừa mới có phải hay không nói lộ ra cái gì? Không có à, ngươi nghe lầm. Thiên kiếm tử một mặt chính khí lẫm nhiên. Sau đó, hắn chỉ sau lưng một cái luyện khí kỳ đệ tử, hướng âm dương tông trưởng môn giới thiệu nói. Đoan mộc trưởng môn, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là lão phu tân thu thân truyền đệ tử, năm nay mới 18 tuổi. Chính là kim thuộc tính thiên linh căn, càng là trước thiên kiếm đạo chi thể à, trời sinh thích hợp tu luyện kiếm đạo, tiến bộ thần tốc à. Hắn nguyên bản tên là Phạm Kim, lão phu dò xét ra tư chất của hắn về sau, tự thân vì hắn đổi tên là Phạm Kiếm, nhìn hắn về sau có thể tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo, nỗ lực tu luyện à. Ha ha ha, vốn là lần này không muốn mang hắn tới, có thể cái này hài tử nhất định phải theo tới, muốn đến quý tông đến thấy chút việc đời. Không phải sao, cầu lão phu ba ngày, lão phu lúc này mới cố mà làm đem hắn mang đến, nhìn đoan mộc trưởng môn chớ nên trách tội à. Trưởng môn sạm mặt lại, cái này điêu mau rõ ràng cũng là đến khoe khoang. Trước thiên kiếm đạo chi thể à, chúng ta tông môn làm sao lại không có tốt như vậy hạt giống. Hình dạng anh Tuấn, anh Tuấn uy vũ bất phàm phạm kiếm đi lên phía trước, ôm trưởng cúi đầu nói, phạm kiếm bái kiến đoan mộc trưởng môn. Hảo hảo hảo, là cái không tệ hạt giống tốt, huyền thiên kiếm môn đạo hữu nhóm, mời ngồi vào đi. Trong quảng trường ở giữa chuẩn bị không ít ghế dựa, đều là cho trưởng tọa, trưởng lão nhóm cùng ngoại tông đến làm ngồi. Vốn là chuyện này là âm dương tông việc nhà, nhưng là bởi vì huyên náo thật sự là quá lớn. Ngoại tông cũng thừa dịp lúc này muốn xem cái náo nhiệt, không phải sao, các nhà đều phái người đến, đều muốn nhìn âm dương tông mất mặt. Sự kiện này náo lớn như vậy, âm dương tông bản thân liền đã rất mất thể diện. Qua không bao lâu, lại có hai đội người bay tới. Diệu âm cốc cùng huyết vân cung người là cùng một chỗ đến, tại âm dương tông phía tây gặp, liền cùng nhau tới. Bài kiến đoan mộc trưởng môn. Diệu âm cốc người cầm đầu là một cái thiếu phụ bộ dáng nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tận lộ vẻ quyến rũ, sau lưng mấy người cũng đều là nữ tử. Dù sao, diệu âm cốc là một cái chỉ lấy nữ đệ tử tông môn. Mà huyết vân cung người cầm đầu thì là một cái bộ dáng mù mịt lão giả, thuộc về loại kia xem xét cũng không phải là người tốt tướng mạo. Diệu ngữ tiên tử, tiếu la chân nhân, hoan nghênh hai vị đến chúng ta âm dương tông. Trưởng môn vừa cười vừa nói. Mỹ thiếu phụ diệu ngữ tiên tử cũng cười đáp lại đã lâu không gặp à, đoan mộc trưởng môn, cái gì thời điểm cũng đi chúng ta rượu âm cốc làm khách nha, thanh hà tỷ tỷ có thể là đối ngươi mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ đây. Trung quanh các đệ tử nghe nói như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Được rồi, có dưa à, vẫn là trưởng môn đại dưa, mau ăn mau ăn. Trưởng môn sắc mặt lúng túng một chút, nói ra, lần sau nhất định lần sau nhất định, mau mời ngồi đi. Đừng à, ta lần này đến, chính là muốn thay ta thanh hà tỷ tỷ hỏi một chút ngươi, ngươi cái này đàn ông phụ lòng nha cứ như vậy một mực đối với chúng ta thanh hà tỷ tỷ không quan tâm cái này có thể không phù hợp các ngươi âm dương tông khởi sướng bảo vệ đạo lữ tinh thần à làm sao đoan mộc trưởng môn đây là muốn chính mình vi phạm tinh thần sao cũng tốt hôm nay là cái đại hội xét xử chúng ta muốn không thuận tiện đem đoan mộc trưởng môn ngươi cùng một chỗ thẩm phán thôi đi ngài nói đúng không ta có lỗi gì ai nha ngươi nhanh đừng nói nữa nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đâu không có chút nào e lệ lớn như vậy số tuổi người trưởng môn liên tục thúc giục rượu âm cốc nhân tài làm được bọn hắn trên bàn tiệc thế mà rượu ngữ tiên tử sau lưng một cái tuổi trẻ nữ đệ tử lại một mực nhìn lấy huyền thiên kiếm môn phạm kiếm ánh mắt kia không phải ái mộ mà chính là khiêu khích cùng xem kỹ loại kia mà phạm kiếm cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng khiêu khích nhìn đối phương khương ra chỗ ngồi bên kia hàn phong cùng khương tô nhu vương miện cùng trương tú cũng đều say sưa ngon lành nhìn lấy tình cảnh này khoái lạc ăn dừa Hàn Phong có chỗ không hiểu, thì hỏi Khương Tô Nhu chuyện gì xảy ra. Khương Tô Nhu nói ra, chúng ta trưởng môn đạo lữ chết sớm, về sau liền không có lại nối tiếp, tại mấy trăm năm trước thời điểm, quen biết Diệu Âm Cốc Thanh Hà, hai người cảm tình rất tốt, xem như tình đầu ý hợp đi, nhưng bởi vì song phe thế lực nguyên nhân, một cái muốn làm âm dương tông trưởng môn, một cái muốn làm Diệu Âm Cốc trưởng môn. Ai cũng không nỡ bỏ xuống tông môn đi cùng đối phương, mà lại Diệu Âm Cốc dã không thu nam đệ tử cùng trưởng lão cho nên cứ như vậy chậm trễ. Cái kia rượu âm cốc nữ tử đều không tìm được lữ sao. Tìm à, nhưng là các nàng chỉ lấy nữ đệ tử, nam nhân ở bên kia chỉ có thể lấy đạo lữ thân phận tu luyện. Không có đạo lữ vào không được tông môn, mà lại nam nhân địa vị tương đối thấp, cái nào có thực lực nam nhân nguyện ý thụ cái này ủy khuất. Đưa đi rượu âm cốc, trưởng môn đang muốn cùng huyết vân cung người chào hỏi, cái kia tiếu la chân nhân nói thẳng. Lão đoan mộc, người ta quen biết mấy trăm năm, thì không cần khách sáo, vì thì hỏi một vấn đề, tư ngọc cái kia tiện nhân, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm giao cho chúng ta. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 96, âm dương tông bên này người, nghe được huyết vân cung người như thế nhục mắng bọn hắn trưởng tọa, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nguyên một đám lòng đầy cam phẫn nhìn về phía đối phương. Mà âm dương tông trưởng môn, tại dưới loại trường hợp này, đương nhiên sẽ không cho phép ngoại nhân đến nhục nhã chính mình người nhà. Không đợi tư ngọc bão nổi, trưởng môn liền lập tức nói ra, Tiếu la đạo hữu, ngươi nếu là đến chúng ta âm dương tông làm khách, chúng ta âm dương tông hoan nghênh cùng cực. Có thể ngươi nếu là đến tìm phiền toái, đến công nhiên nhục nhã nhà chúng ta trưởng tọa, đó chính là chúng ta âm dương tông địch nhân. Tha thứ không chiều đãi, từ chỗ nào đến liền về đi đâu đi, chúng ta âm dương tông không chào đón địch nhân. Tiếu la chân nhân âm nở nụ cười, nói ra, đoan mộc trưởng môn so sánh cái gì thật nha, lão phu cũng là nhất thời lỡ lời mà thôi, dù sao, chúng ta huyết vân cung cùng tư ngọc ân oán, ngươi cũng không phải không biết. Lão Phu không quản các ngươi trước kia có cái gì ân oán, nhưng Tư Ngọc hiện tại là chúng ta âm dương tông người, ngươi nếu là lại khẩu xuất cùng ngôn, đừng trách Lão Phu trở mặt. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mời ngồi đi. Hắc hắc, nhìn thấy trưởng môn thái độ cứng rắn như thế, hắn chỉ là mắng một câu tiện nhân, đối phương thì bão nổi trở mặt, tiếu la chân nhân chỉ có thể giới cười một tiếng, mà giật đến vị trí của bọn hắn. Nhưng hắn cái kia âm độc ánh mắt, còn nhìn chằm chằm vào Tư Ngọc. Tư Ngọc nhìn cũng không nhìn hắn, ngạo nghễ mà ngồi. Hàn Phong lại hỏi, tiểu tô nhục, chúng ta sư phụ cùng huyết vân cung có cái gì ân oán à? Không rõ ràng, sư phụ là người ở đâu chúng ta cũng không biết, chỉ biết là trăm năm trước, Tư Ngọc sư tôn bị huyết vân cung toàn thể truy sát, thụ bị thương rất nặng, chạy trốn tới âm dương tông. Bị trưởng môn cứu lên, huyết vân cung yêu cầu chúng ta đem người giao cho bọn hắn, nhưng trưởng môn không đồng ý, điều giải một phen về sau, Huyết Vân Cung lúc này mới không cam lòng rút lui. Nhưng là cái này 100 năm, Huyết Vân Cung cùng chúng ta sư tôn cừu hận cũng không có tiêu trừ, thường xuyên muốn tìm sư tôn phiền phức, song phương hẳn là tử thủ. Ta đã biết. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Một bên khác, tam đại tông trưởng lão nhóm không nói chuyện, đệ tử của bọn hắn ngược lại là trước đối mặt. Huyền Thiên Kiếm môn phạm kiếm, cùng diệu âm cốc cái kia cao lạnh nữ đệ tử, cùng huyết vân cung cái kia bề ngoài xấu xí thanh niên. Đều tại lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt hình như có tia lửa lóe qua nhưng ba người hiển nhiên đều là khó hiểu người nào cũng không nói chuyện thì nhìn như vậy đối phương rất nhiều một lời không hợp thì muốn xuất thủ tư thế Hàn Phong cũng từ chung quanh người nhỏ giọng thầm thì bên trong biết ba người này thân phận nguyên lai like các nhà đều có một cái bị đẩy ra thiên kiêu đệ tử mỗi một thời đại mỗi một cái đại cảnh giới bên trong đều có một cái được xưng là đại sư huynh tiêu chí nhân vật loại này người tư chất vô cùng tốt cơ bản cũng là trong tông môn lợi hại nhất thiên kiêu người người đều chịu phục tôn kính, cơ bản cũng là tông môn đại diện. Dạng này thiên kiêu, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Mà tứ đại tông môn tăng thêm hoàng gia, cùng sở hữu năm vị tuổi trẻ thiên kiêu, được xưng là mân quốc ngũ tử. Huyền thiên kiếm môn phạm kiếm, trước thiên kiếm đạo chi thể, là cái này hai năm nhân tài mới nổi, vô cùng lợi hại. Diệu âm cốc hoán khê, cực thiện âm luật, tại cái kia tu luyện nhạc đạo cùng tinh thần lực diệu âm trong cốc, tư chất của nàng cũng là đỉnh phong. Huyết vân cung vương ải, tuổi còn trẻ liền thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé, trong chiến đấu lớn lên, vô cùng khát máu. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng đi đối với phổ thông bình dân hạ sát thủ, giết trên cơ bản đều là có tội người. Chỉ là huyết vân cung bên trong không khỏi giết hại, thường xuyên có đệ tử chém giết chết, mà kẻ giết người chỉ cần có lý do chính đáng, liền sẽ không nhận trừng phạt. Cùng âm dương tông khắc nghiệt tông quy hoàn toàn là hai thái cực. Có thể nói, nếu như Hàn Phong là tại huyết vân cung, sống không biết bị làm chết bao nhiêu lần nhưng huyết vân cung cũng là lại tàn bạo cũng sẽ không đi làm đồ sát phàm nhân đến chuyện luyện đan tình ba người này chính là trước mắt trong ánh mắt phóng hỏa hoa ba người lại thêm âm dương tông bạch linh ngọc mân quốc hoàng thất tứ công chúa phương nguyên tâm năm người này đều là luyện khí đỉnh phong thực lực cũng được xưng là cái này đệ nhất bên trong có hy vọng nhất trở thành đại năng bốn người hàn phong khương tô nhu diệp long uyên trở thiên linh căn đệ tử cho dù danh tiếng hiển hách nhưng cùng luyện khí kỳ đại sư huynh trưởng môn thân truyền đệ tử Bạch Linh Ngọc so ra, vẫn là kém rất xa. Chỉ là Bạch Linh Ngọc hôm nay không có tới, vẫn như cũ là tại bế quan tu luyện. Một lát sau, lại có một đội người bay tới, người cầm đầu là một người mặc bốn chảo long bảo lão giả. Đoan mộc trưởng môn, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lão giả ôm trưởng cười nói. Gặp qua cảnh vương, đạo hữu cũng là tốt nhiều năm không thấy. Phong thái vẫn như cũ à. Lão đầu này là hoàng thất vương tước, cũng là hoàng gia một cái lão tổ tông cấp bậc cường giả. Phong thái không dám nhận, chủ yếu là bệ hạ phá lệ coi trọng chuyện này, nhắc nhở lão phu tới tự mình quan sát, cũng hy vọng đoan mộc trưởng lão có thể cho chết oan bách tính một cái công đạo à. Cảnh vương yên tâm, lão phu nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Lúc này, một người mặc hoa phục diện mạo mỹ nữ tử đi tới, làm cái vạn phúc, ôn nhu cười nói, nguyên tâm gặp qua đoan mộc trưởng môn. Bên này là được xưng là mân quốc hoàng thất thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất công chúa, lực áp sở hữu hoàng tử hoàng nữ thiên kiêu phương nguyên tâm bên này là nguyên tâm công chúa đi thật sự là mày liễu không nhường mày dâu à mau mời ngồi đi hoàng thất người cũng ngồi tới phương nguyên tâm nhìn lấy ba người khác trong ánh mắt bốc hỏa hoa nở nụ cười xinh đẹp hướng lấy bọn hắn dí dỏm nháy nháy mắt nói ra nguyên tâm gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ đưa tay không đánh người mặt tươi cười ba người cũng ngồi lấy ôm trưởng nói gặp qua nguyên tâm công chúa chúng ta mấy người cái này còn là lần đầu tiên đến đông đủ đi, đáng tiếc à, thiếu Bạch Linh Ngọc sư huynh, nay chúng ta đều đến hắn tông môn, hắn cũng không nói ra đến gặp một lần. Không bằng chúng ta sự tình lần này sau khi kết thúc, cùng đi bái phỏng một chút Bạch sư huynh à. Vương Ải cười lạnh nói, chuyện lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhân ra Bạch Linh Ngọc đều không nói ra thấy một lần. Thân là âm dương tông bảng hiệu đệ tử, khách nước ngoài tới chơi, lý nên trưởng lão tiếp đãi trưởng lão đệ tử tiếp đãi đệ tử. Mân quốc ngũ tử, chúng ta bốn người đều tới, nhân ra không đến cái kia rõ ràng cũng là xem thường chúng ta làm gì mặt nóng dán nhân ra mông lạnh đâu phương nguyên tâm chu mỏ một cái nói ra vương sư huynh đừng nói như vậy bạch sư huynh hắn có lẽ tại khắc khổ tu luyện bế quan đâu nhân ra chăm chỉ tu luyện lại không có gì sai hừ không cần thay hắn giải thích hắn nếu là thật sự có lòng liền nên chính mình ra đến giải thích vương sư đệ nói đúng tại hạ xác thực cần phải chính mình đi ra chỉ thấy âm dương tông trong chính điện một đạo tóc trắng áo trắng thân ảnh xuất hiện, rơi xuống mặt đất. Cái kia đệ tử dáng người cao gầy, hình dạng anh tuấn, một đầu tóc trắng càng là theo gió phiêu tán, hiển thị rõ Trích Tiên chi tư, vừa ra trận liền hấp dẫn toàn trường nữ đệ tử ánh mắt. Cái này thỏa thỏa nam thần cấp bậc nhân vật à? Bạch Linh Ngọc ôm trưởng nói, "Xin lỗi, chư vị, tại hạ vừa mới bế quan đi ra, mới nghe nói việc này, liền lập tức chạy đến, vạn mong thứ tội." Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 97 bạch linh ngọc thân là nam thần cấp bậc nhân vật tại âm dương tông bên trong đó là lực áp trước đó diệp long uyên diệp long uyên cũng liền tại lạc hà phong phía trên danh khí lớn coi là soái ca cùng thiên kiêu phóng tới cả cái tông môn bên trong nhiều lắm là xem như đại gia biết có người như vậy mà thôi mà bạch linh ngọc lại là toàn bộ âm dương tông luyện khí kỳ đệ tử trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh bạch linh ngọc cùng cái khác bốn cái tông môn thiên kiêu đánh xong bắt chuyện về sau liền quay người ngồi xuống trung gian cái kia hàng ghế ghế dựa đằng sau, không có chút nào đi cùng những cái kia nhiều người nói chuyện ý nghĩ. Đối với loại hành vi này, Vương Ải khịt mũi coi thường, phạm kiếm bất động thanh sắc, hoán khê nháy nháy mắt, không nói gì. Chỉ có cái kia tiểu công chúa Phương Nguyên Tâm, mắt to nháy nha nháy nhìn lấy Bạch Linh Ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy ái mộ thần sắc. Được rồi, đừng xem, âm dương tông 18 tuổi trở lên cơ bản đều có đạo lữ. Một bên một cái hoàng thất thành viên nhỏ giọng nói ra. Phương Nguyên Tâm nhỏ giọng hừ lạnh nói, hừ, đáng chết âm dương tông, tại sao muốn cưỡng chế các đệ tử xem mắt chọn đạo lữ à, liền không thể để các đệ tử dựa theo ý nguyện của mình tới chọn sao. Ta không tin Linh Ngọc ca ca cũng có đạo lữ đợi lát nữa ta thì đi hỏi một chút hắn. Được, vậy ngươi cố lên, tranh thủ đem cái này âm dương tông thiên kiêu cho lung lạc đến chúng ta hoàng thất đến, bất quá cũng không thể đem ngươi cái này hoàng thất thiên kiêu cho dựng tiến âm dương tông à. Phi phi phi, gặp người đều đến đông đủ, âm dương tông trưởng môn đứng dậy lớn tiếng nói nhận được cái khác hữu tông đến làm cùng hoàng thất hậu ái đến đây ta tông tham dự liên quan tới diệp thanh vân hai người đồ sát phàm nhân luyện chế huyết đan một án nhận lấy rộng khắp chú ý bản tông phía trên thừa thiên ý phía dưới thuận dân tâm quyết định công khai thẩm tra xử lý án này cũng thỉnh các giới giám sát chúng ta tất nhiên theo lẽ công bằng xử lý còn người bị hại một cái công đạo phía dưới liên thỉnh bản tông chấp pháp đường đường chủ thiết luyện trưởng lão đến chủ trì thẩm tra xử lý Nói dứt lời, Thiết Luyện trưởng lão liền lôi kéo một cái mặt đen đi ra, nhìn về phía mọi người nói: "Sự kiện này, chuyện nguyên nhân gây ra, là chúng ta một người đệ tử, tiếp vào một cái Giác Minh đảo tán tu hảo hữu truyền âm. Nói chỗ đó hư hư thực thực có tà tu giết người luyện đan, mời chúng ta tông môn đi qua điều tra." Trưởng lão tại tiếp vào tin tức về sau, liền đưa đến nhiệm vụ đường nhiệm vụ đường đem nhiệm vụ giao cho Lạc Hà Phong. Lạc Hà Phong trưởng tọa Tư Ngọc, mệnh lệnh hắn đồ đệ Cao Hải, Hàn Phong, Khương Tô Nhu Hỏa tốc tiến về Giác Minh đảo đi điều tra trợ giúp. Đến Giác Minh đảo về sau, Cao Hải mở ra ghi hình la bàn, bắt đầu ghi chép tiếp xuống phát sinh hết thảy. Hiện tại, bên ngoài lời đồn truyền ngôn bay đầy trời, nhưng người nào cũng không có gặp qua cái này một phần chân quý chứng cứ. Để tỏ lòng công chính trong suốt, cái này một phần chứng cứ, hiện tại thì phát ra cho tất cả mọi người. Thiết Luyện lấy ra cái kia cái la bàn, đưa vào linh khí kích hoạt về sau, không chế hắn bắt đầu phát ra nội dung một đạo to lớn hình chiếu ra hiện tại trong giữa không trung. Đây là cao hải đệ nhất thị giác. Mọi người thông qua hắn thị giác, thấy được hòn đảo kia phía trên, tràn đầy thi hải khắp nơi trên đất, một cái lam tóc tiểu nữ hải đang cùng cái kia áo gai tà tu kịch liệt đối chiến đây. Đây không phải hải linh sao. Huyền thiên kiếm môn thiên kiếm từ kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra yên tâm. Không sai, cũng là ven biển ngư dân cung phụng hải linh, lão phu trước kia cũng đã gặp nàng, còn cùng với nàng nói chuyện với nhau qua, là cái đáng yêu lại hiền lành tiểu hải tử hải linh đều đánh không lại cái kia tà tu hải linh tại trên bờ là rất yếu chỉ có ở trong biển rất mạnh chớ nói chuyện tiếp tục xem trong tấm hình cao hải thị giác dưới hắn cùng hàn phong khương tô nhu liều mạng công kích đại trận mà tiểu nữ hải yên tâm cũng bị tà tu đánh không hề có lực hoàn thủ cuối cùng bọn hắn phá vỡ đại trận cái kia tà tu dưới tình thế cấp bách nuốt vào huyết đan đột phá trúc cơ cùng cao hải ba người chiến đấu qua không bao lâu diệp ra hai người đến cái kia đối với lời nói cũng đều xuất hiện mọi người đều thấy được người diệp ra vô liêm sỉ không chỉ có muốn giết người luyện đan còn muốn sát nhân diệt khẩu cuối cùng cao hải đem la bàn giao cho hàn phong để hắn cùng khương tô nhu nhanh điểm chạy về đi cầu viện hình ảnh cũng đến nơi đây im bặt mà dừng thấy cảnh này vô số các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ ào ào giận dữ hét nghiêm trị diệp ra đem diệp ra diệt đi cho cao hải sư huynh báo thù những cái kia chết oan bách tính quá thảm rồi diệp ra rắn chuột một ổ bại hoại tông môn danh tiếng đem diệp ra diệt đi giết người thì đền mạng giết người thì đền mạng đến một chút chết bao nhiêu bách tính để người diệp ra ấn đầu người đến trả bách tính mệnh cũng là mệnh mỗi cái tính mạng con người đều chỉ có một lần tu sĩ mệnh không so bách tính quý giá nhìn lấy động một chút lại quần tình xúc động phẫn nộ tông môn đệ tử trưởng môn cũng là cảm thấy một trận tâm mệt mỏi hơn một tháng trước tế tổ đại điển thời điểm cũng là loại tình huống này, tất cả đều đang mắng Diệp ra. Cái này Diệp ra, thật sự là nhận người hận à. Thiết luyện trưởng lão lạnh giọng nói ra, chuyện này, thủ phạm đã chết, nhưng án kiện cũng không có kết thúc, chủ mưu, tòng phạm, cùng người được lợi, cũng còn muốn điều tra rõ ràng. Phía dưới, gọi đến Diệp ra gia chủ Diệp đường cùng lần này chứng cứ bên trong nói lên được lợi người, Diệp Long Uyên. Hai người các ngươi, lập tức đến trung gian tới. Trong đám người, cao tuổi lão giả Diệp Đường cùng Diệp Long Uyên bay lên, rơi xuống mặt đất. Trong đám người, một trận chỉ mắng phỉ nhổ âm thanh truyền đến. Diệp Đường thấy cảnh này, trong nội tâm thở dài, Diệp ra tại âm dương tông bên trong, sợ là thật không sống được nữa à. Thật gây nên công phẫn. Bái kiến trưởng môn, bái kiến thiết trưởng lão. Hai người ôm trưởng hành lễ. Diệp Đường đứng ra nói ra, thiết trưởng lão, chuyện này, chúng ta Diệp ra là vô tội. Còn không hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi không muốn mở miệng nói, Thiết luyện lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói tiếp. Trong chuyện này, tổng cộng ba vị kinh nghiệm bản thân người, bây giờ Cao Hải đã chết, nhân chứng chỉ còn lại có, Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu, phía dưới, thỉnh hai vị này đệ tử đi ra làm chứng. Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu nghe vậy, cũng đứng dậy, hướng về bên này bay tới. Hàn Phong, Hàn Phong, Hàn Phong. Chúng đệ tử cùng kêu lên hô hoán Hàn Phong tên, hiển nhiên trước đó tế tổ đại điển biểu hiện, để hắn thắng được không ít người tâm hàn phong khương tô nhu rơi xuống mặt đất ôm trưởng hành lễ một bên diệp long uyên hướng lấy bọn hắn hai người quang tới âm ngoan độc ác ánh mắt hắn chẳng thể nghĩ tới hai tháng trước hắn vẫn là tại trong tông môn nổi tiếng xa gần thiên kiêu tuấn ngạn hưởng thụ vạn nhân tôn sùng có thể ngắn ngủi hai tháng trôi qua hắn tính cả hắn sau lưng cái kia cường đại diệp ra vậy mà thành người người hô đánh chuột chạy qua đường mà cái này đã từng trong mắt của hắn nhỏ yếu con dẹp vậy mà nắm giữ cao như vậy danh vọng mình bây giờ bị hết thảy tất cả đều là bởi vì cái này tiểu tặc tạo thành, hắn hận không thể ăn này nhục, nuốt này cốt. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Long Uyên, trong mắt đều là địch ý cùng cừu hận. Hai người bọn hắn đã sớm là không chết không thôi nợ máu. Thiết Luyện nói ra, "Hàn Phong, chứng cứ đến các ngươi sau khi rời đi, liền không có, đằng sau chuyện gì xảy ra, ngươi nói nghe một chút đi." Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 98, Tuân mệnh trưởng lão. Hàn Phong ôm trưởng nói ra sự tình phía sau coi như đơn giản, ta dùng sư tôn tặng cho ta vũ dực bảo vật, mang theo khương sư tỷ một đường bỏ chạy, hướng về phía tây tông môn mà chạy, một bên trốn một bên cầu viện. ba cái kia trúc cơ cường giả tại giết chết cao hải sư huynh về sau, ta tu không biết tung tích, diệp thanh vân hai người bắt đầu đến đuổi giết chúng ta hai người. đệ tử dù sao chỉ là luyện khí kỳ, tốc độ không có trúc cơ trung kỳ nhanh, bị hắn đuổi kịp về sau, rơi vào đường cùng, cùng chiến đấu rất lâu. ta hai người mình đầy thương tích, nguy nan thời khắc đột nhiên có hải yêu xuất hiện, đem bọn hắn hai người nuốt vào trong bụng. Ta hai người mới lấy thoát hiểm, qua không bao lâu, sư tôn tư ngọc trưởng tọa liền đến. Lời vừa nói ra, người khác còn chưa lên tiếng, huyết vân cung đệ tử vương ải liền cười nhạo nói. Vừa mới ngươi nói, hai người các ngươi, cùng hai cái trúc cơ trung kỳ chiến đấu rất lâu. Ngươi một cái tiểu tiểu luyện khí kỳ, vậy mà không có bị trúc cơ miểu sát. Khoác lác đều không làm bản nháp đúng không hả? Hàn Phong sắc mặt hơi hơi âm trầm xuống, nói ra, đương nhiên cũng có thể không có đánh bao lâu dù sao khi đó mà rất khẩn trương dùng một câu một ngày bằng một năm để hình dung cũng không đủ nhưng ta khẳng định là đánh không lại sau cùng kém chút bị địch nhân giết chết hàn phong chỉ là thuận miệng qua loa không có nghĩ đến cái này vương ải lại miệng thiếu tiếp lấy giễu cợt nói đánh không lại liền nói đánh không lại là được rồi thực lực tranh lệch không ai sẽ châm biếm ngươi có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói chiến đấu rất lâu cho trên mặt mình thiếp vàng vậy chính là ngươi không đúng người bùn còn muốn ba phần hỏa khí đâu huống chi là đối mặt địch nhân theo không cúi đầu hàn phong đâu lão tử là phế nhân thời điểm các ngươi chế diễu ta lão tử hiện tại là thiên kiêu các ngươi còn chế diễu ta vậy cái này thiên kiêu không phải trắng làm sao hàn phong lúc này về dỗi nói đúng vậy ta thực lực là rất kém cỏi cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn một chút như vậy mà thôi đặt ở các ngươi huyết vân cùng thực lực của ngươi có thể làm đại sư huynh đặt ở chúng ta âm dương tông ta thực lực cũng chỉ có thể làm một cái bình thường tiểu đệ tử mà thôi. Ha 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 ha. Trung quanh các đệ tử cười vang. Vốn là nhìn đến cái này huyết vân cung đệ tử hùng hổ dọa người thái độ, bọn hắn thì rất khó chịu. Lúc này Hàn Phong không lưu tình chút nào về dỗi, liền vương ải mang huyết vân cung cùng một chỗ trào phúng, quả nhiên là hà giận. Hàn Phong bản thân thì nhìn huyết vân cung không vừa mắt, những người này thoáng qua một cái đến liền mắng sư phụ của hắn tư ngọc trưởng tọa. Tâm lý thì kìm nén lửa giận khí đâu, hiện tại còn dám tới tìm hắn gây phiền phức, thật coi hắn là bùn nạn đó à. Hắn là cái ưa thích nằm ngửa tính cách, nhưng không phải cái ưa thích cầu tính cách, hắn theo đuổi không buồn không lo, nhưng người khác muốn khi dễ đến trên đầu hắn, còn thế nào không buồn không lo. Càng nghĩ càng giận còn tạm được. Vương ải sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt mù mịt nhìn về phía Hàn Phong, hừ lạnh nói. Tiểu tử, dám nói chuyện với ta như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi nắm đấm có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi huyết vân cung đến chúng ta âm dương tông là làm khách vẫn là đến tuyên chiến. Hàn Phong hừ lạnh nói, chúng ta âm dương tông nhiệt tình hiếu khách, cũng không đại biểu khách nhân cũng không cần tuân theo vì khách chi đạo. Chúng ta đang thẩm vấn phán án kiện, trình bày sự thật, ngươi vương ải lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gãy chúng ta. Làm sao, ngươi là muốn trì hoãn thời gian, trì hoãn thẩm phán tiến trình, thế tội phạm biện hộ sao? Ngươi cùng Diệp ra quen biết sao, Diệp gia đồ sát phàm nhân luyện đang có phải hay không theo ngươi cũng có quan hệ. Vương Ải không nghĩ tới Hàn Phong vậy mà như thế miệng lưỡi bé nhọn, lại có thể đem hắn cùng Diệp gia đồ sát án cái này bắn đại bác cũng không tới sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì, bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, ta Vương Ải còn khinh thường tại làm loại chuyện này, cùng cùng Diệp gia không hề quan hệ. Hàn Phong quát to, vậy ngươi vì sao một mực tại nơi này nhiễu loạn thẩm phán trật tự, như không phải là vì cho tội phạm giải vây, ngươi là mục đích gì? ta là không nhìn nổi ngươi khoác lác. Ta có hay không khoác lác, tự nhiên có ta chấp pháp đường đường chủ phân biệt, có liên quan gì tới ngươi, ngươi có quyền lực gì ở chỗ này nghi vấn ta. Ngươi, vương ải nhất thời ngữ tắc nghẽn, lại không biết nên như thế nào phản bác. Trung quanh các đệ tử vang lên một mảng lớn tiếng khen. Khương Tô Nhu nhỏ giọng khuyên nhủ, được rồi, đừng phản ứng loại này người, vẫn là thẩm phán diệp ra đi, tha đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân, cẩn thận hắn ghi hận ngươi. Không có việc gì, một cái ngoại tông người, có thể làm gì ta? Hàn Phong mỉm cười, an ủi Khương Tô Nhu nói. Thiết luyện trưởng lão lạnh lùng nói ra, tốt, đều không muốn lại nhiễu loạn trật tự, bản tọa có vấn đề muốn hỏi Hàn Phong. Đường chủ xin hỏi, ngươi nói có hải yêu xuất hiện, ăn diệp ra người, cái kia vì sao cái kia hải yêu chỉ ăn người diệp ra mà không ăn các người đâu? Nghe nói như thế, Diệp Đường cũng lập tức nói ra, đúng, tiểu tử này rõ ràng cũng là nói láo, vì cái gì hải yêu không ăn hắn, chỉ ăn chúng ta người Diệp ra đâu. Rõ ràng cũng là hắn hại chúng ta người Diệp ra. Hàn Phong cười lạnh nói, ồ, chẳng lẽ tại Diệp gia chủ trong mắt, ta đã có giết hai người trúc cơ thực lực sao? Quả thực hoang đường. Đương nhiên, đừng nói ta không có thực lực kia, cho dù là có, ta cũng sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn, giết chết hai cái này tội phạm vì cao sư huynh và mấy vạn bách tính báo thủ rửa hận. Đến mức hải yêu vì cái gì chỉ ăn người Diệp gia, vừa mới đại gia cũng đều thấy được, người Diệp gia đánh hải linh, mà ta tại chạy trốn trên đường, cứu Hải Linh, đem Hải Linh thả vào trong biển. Hải Linh ghi hận người Diệp ra, khống chế Hải Yêu nuốt mất người Diệp ra, đây không phải chuyện đương nhiên sao. Nó không ăn người Diệp ra, chẳng lẽ muốn ăn ta cái này ân nhân cứu mạng sao? Thiết luyện gật đầu nói, tốt, sự tình đều đã sáng tỏ, Hàn Phong không có nói sai, đúng là người Diệp ra đổ sát mấy vạn bách tính. Đối với sự kiện này, Diệp gia chủ ngươi có thể có nghi vấn. Ta đương nhiên có nghi vấn, Diệp Đường cứng cổ nói ra, thiết trưởng lão, ngươi không nên hơi một tí liền nói là người Diệp ra đồ sát bách tính, là ai làm cái kia chính là ai làm. Sự kiện này tất cả đều là Diệp Thanh Vân Diệp Liễu xuyên hai người gây nên, cùng người Diệp ra có quan hệ gì. Đúng, hai người bọn hắn là họ Diệp, cũng mặc kệ địa phương nào, đều có người tốt có người xấu à. Ta Diệp ra ra đại nghiệp đại, tộc nhân đông đảo, khó tránh khỏi ra một hai cái bại loại, đó cũng là bình thường, người nào có thể bảo chứng trong nhà mình người tất cả đều là người tốt. Chuyện này hoàn toàn cũng là Diệp Thanh Vân hai người hành vi cá nhân, cùng toàn bộ Diệp gia có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại hai người bọn hắn giết người thì muốn chúng ta toàn bộ Diệp gia đi chôn cùng sao? Chẳng lẽ lại tông môn có một người đệ tử làm chuyện xấu, liền muốn cả cái tông môn cùng một chỗ bị phạt sao? Chuyện này, đầu đảng tội ác đã trừ, theo ta thấy, liền nên dừng ở đây mới là. Lão phu biết chuyện này thời điểm, còn tại buồn bực đâu, hai người bọn hắn làm loại chuyện này, cũng không có khả năng nói cho ta biết à. Nếu là ta biết bọn hắn muốn làm như thế, tất nhiên trở về liều chết ngăn cản gian dạy bọn hắn, quyết không cho phép bọn hắn làm loại chuyện này à. Thiết trưởng lão, ta hy vọng ngươi tại lúc nói chuyện, có thể lo liệu lấy công bình thái độ, không cần loạn mang tiết tấu, nói Diệp Thanh Vân cũng là Diệp Thanh Vân. Không cần nói là cái gì người Diệp ra, làm đến đại gia coi là sự kiện này chính là chúng ta sở hữu người Diệp ra cùng nhau làm một dạng. Ngươi tại sao không nói là âm dương tông trúc cơ đệ tử làm à? Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 99, Thiết Luyện không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Diệp Long Uyên hỏi. "Diệp Long Uyên, Diệp Thanh Vân nói, luyện chế huyết đan là vì cho ngươi đột phá trúc cơ đến dùng, sự kiện này ngươi có biết tình sao?" Diệp Long Uyên lập tức ôm trưởng nói, "Thiết trưởng lão, đệ tử tại lần trước bí cảnh nhất chiến về sau, bị Hàn Phong gây thương tích, về đến nhà, liền một mực tại bế quan liệu thương, không hỏi thế sự, thẳng đến hai ngày trước, sự kiện này truyền tới về sau, gia phụ mới tỉnh lại ta, nói cho ta biết sự kiện này." Đệ tử tại biết sau chuyện này cũng là rất là chấn kinh, đồng thời cực kỳ oán giận, hai vị thúc bá làm ra loại chuyện này, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Sự kiện này, đệ tử hoàn toàn không biết rõ tình hình, bọn họ có phải hay không vì ta, ta cũng không biết. Có lẽ là bọn hắn muốn cho con của mình ăn, lại ngược lại muốn vu oan đến trên người của ta đâu. Sự tình đến một bước này, lâm vào thế bí, người diệp gia tử không thừa nhận sự kiện này cùng bọn hắn có quan hệ. Thế mà, ngay tại lúc này, nên đón đảo ngược chỉ thấy diệp võ long đứng dậy chỉ diệp long uyên phẫn nộ quát diệp long uyên cha ta hắn giúp ngươi giết người luyện đan kết quả là thân tử đạo tiêu đến ngươi nơi này ngươi không cảm giác ân thì cũng thôi đi lại còn nói sự kiện này ngươi không biết còn nói cha ta luyện huyết đan là cho ta ăn ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi diệp võ long chính là tại bí cảnh bên trong đi đầu dẫn diệp ra đệ tử vứt bỏ diệp long uyên đồng thời ngăn cản khương tô nhu tham chiến người kia diệp đường nghe vậy sắc mặt đại biến lập tức nói ra im ngay ngươi tại nói vớ nói vẩn thứ gì nhanh chóng lui ra diệp long võ không chút nào lui lạnh giọng nói ra các ngươi bất nhân chớ có trách ta bất nghĩa lúc trước đã nói xong tất cả mọi người giả bộ như không biết là được rồi có thể diệp long uyên lời này là có ý gì cha ta vì hắn sai sử tà tu giết người luyện đan chính là vì cho hắn đột phá có thể kết quả là vậy mà thành cho ta ăn cái này bô ỉa muốn hướng trên đầu ta đập vậy liền đừng trách ta trở mặt Diệp Long võ sải bước hướng về phía trước, đối thiết luyện ôm trưởng nói, thiết đường chủ, đệ tử nguyện ý làm nhân chứng. Chuyện này, Diệp ra sở hữu cao tầng đều có phần. Tại bí cảnh nhất chiến về sau, Diệp Long uyên thảm bại, trong nhà đại phát cáo, nhau muốn đột phá trúc cơ, tìm hàn phong báo thủ. Người Diệp ra cũng nuốt không trôi cơn giận này, trong đêm khai hội, cuối cùng xác định giết người luyện đan, đến giúp đỡ Diệp Long uyên đột phá sự kiện này. Chuyện này thì giao cho cha ta Diệp Thanh Vân cùng ta lục thúc Diệp Liễu Xuyên đi làm. Cha ta về tới đây về sau, nói cho ta biết sự kiện này, ta lúc ấy thì khuyên hắn, loại chuyện này không thể làm, muốn làm cũng để cho Diệp Long Uyên hắn cha làm, dựa vào cái gì công việc bẩn thỉu đều để cho ta nhóm nhà làm, chỗ tốt đều để bọn hắn nhà đến. Nhưng cha ta không nghe, nói Diệp Long Uyên tư chất tốt, lý nên nghiêng về tài nguyên bồi dưỡng hắn. Trưởng lão, ta có tội, ta thừa nhận, ta biết chuyện không báo, làm hại cái kia mấy vạn bách tính chết đi. Ta hiện tại nguyện ý làm người làm chứng đến chỉ chứng Diệp gia sở hữu trúc cơ trở lên cao tầng, bao quát Diệp Long Uyên, bọn hắn toàn bộ hành trình mưu đồ chuyện này, bọn hắn đều có tội. Ngươi im ngay, ngươi cái này nghịch tử. Diệp Đường giận tím mặt, lập tức liền muốn nhấc trưởng đập tử Diệp Võ Long. Thiết luyện trưởng lão dẫn đầu một trưởng vỗ ra ngoài, đem Diệp Đường đánh bay, Diệp Đường trùng điệp té ngã trên đất, đại miệng phun ra máu tươi. Thế nào, muốn giết nhân chứng diệt khẩu? Thiết luyện cười lạnh nói. Diệp Long Uyên nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn diệp võ long diệp võ long hừ lạnh nói diệp long uyên ngươi không phải liền là ghi hận ta tại bí cảnh bên trong không có giúp ngươi cho ngươi thua cho hàn phong nha muốn đem bô ỉa hướng trên thân đập vậy là ngươi si tâm vọng tưởng cha ta đều đã chết ta một người thân cũng bị mất các ngươi không cho ta tốt hơn muốn cho ta làm khí tử tốt vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi diệp võ long ngươi nói thật là ngươi nói hết thảy đều sẽ thành trình đường chứng cung thiết luyện hỏi diệp võ long lập tức nói ra đệ tử nói câu câu là thật nói nếu không tin có thể siêu hồn đệ tử liền xem như hồn phi phách tán cũng muốn để diệp ra những thứ này kẻ xấu trả giá đắt cho những cái kia phàm nhân cùng cao sư huynh báo thủ rửa hận ai cũng biết hắn là muốn cho hắn cha báo thủ cho chính hắn báo thủ mà không phải cho bách tính cùng cao hải báo thủ nhưng hắn có thể đứng ra xác nhận đã đủ các đệ tử chứng kiến theo vô cùng xác thực lập tức là lớn giết sạch người diệp ra người diệp ra đều là tội nhân bọn hắn không có một cái nào vô tội để người diệp ra giết người thì đền mạng chu diệt diệp ra chu diệt diệp ra người diệp ra toàn đều đáng chết hôm nay bọn hắn có thể giết người luyện đan ngày mai thì có thể giết ta nhóm luyện đan lão tử không muốn trở thành diệp long uyên linh khí diệp long uyên đi chết tông môn bại loại diệp ra lăn ra âm dương tông diệp đường chật vật đứng người lên hướng về trưởng môn ôm trưởng nói ra trưởng môn cái này tất cả đều là diệp võ long lời nói của một bên à, hắn là đang nói láo, muốn đem toàn bộ diệp ra kéo xuống nước à. Trưởng môn, họa không kịp người nhà, đầu đảng tội ác đã trừ, chúng ta vô tội à. Hôm nay nếu là bởi vì một cái người diệp ra phạm sai lầm, liền muốn trừng trị toàn bộ diệp ra. Như vậy ngày mai bởi vì là một cái tông môn đệ tử phạm sai lầm, liền muốn trừng trị cả cái tông môn sao. Trưởng môn đứng dậy, đầu tiên là khoát tay áo, ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó nhìn về phía diệp đường nói ra bản tọa coi là họa không kịp người nhà điều kiện tiên quyết là huệ không kịp người nhà diệp gia đệ tử hưởng thụ lấy diệp gia nhiều như vậy tài nguyên hiện tại diệp gia gặp nạn bọn hắn tự nhiên cũng nên gánh vác lên cái giá tương ứng đến mức ngươi nói tông môn đại giới bởi vì các ngươi người diệp gia làm sự tình tông môn danh vọng đại đại bị hao tổn đệ tử nội bộ lục đục bách tính không lại thờ phụng chúng ta cái khác hữu tông chỉ trích chúng ta hoàng thất càng là giận tím mặt trách cứ chúng ta tông môn nhân gia ngoại nhân cũng sẽ không nói là các ngươi người, người diệp ra sai, nhân gia sẽ chỉ nói là âm dương tông giết người. Tông môn trả ra đại giới còn nhỏ sao? Nếu là không nghiêm lệ trừng trị các ngươi, ta tông môn còn nổi danh nhìn sao? Còn như thế nào phục chúng? Trưởng môn nhìn hướng ngồi phía dưới tất cả trưởng lão, hỏi, tốt, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia kết án, chuyện rất quan trọng, sở hữu trưởng lão giơ tay biểu quyết. Đồng ý giết chết diệp ra tất cả mọi người nhấc tay. Phía dưới không ai nhấc tay. Hiển nhiên, ai cũng biết, người Diệp ra nếu là bị xử tử, Diệp ra tài sản liền muốn nhập vào của công, bọn hắn không được chia nửa điểm. Nhưng nếu là người Diệp ra bị khu trục, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại đi trinh phạt những thứ này ngoại nhân, tội nhân giành được tài sản thì tất cả đều là bọn họ. Trưởng môn hỏi lần nữa, như vậy đồng ý đem Diệp ra toàn thể khu trục ra tông môn nhấc tay. Lần này, hơn phân nửa trưởng lão đều giơ tay. Tốt, số phiếu hơn phân nửa, quyết nghị thông qua. Ngay hôm đó lên, khu trục diệp ra rời đi tông môn diệp ra gia chủ diệp đường làm chủ mưu hủy bỏ tu vi diệp ra đệ tử diệp võ long làm chứng có công miễn tội lỗi trách có thể tiếp tục lưu lại tông môn cho diệp ra một ngày thời gian ngày mai trước buổi trưa rời đi tông môn án này chấm dứt sở hữu người diệp ra sắc mặt trong lúc đó biến đến trắng như tuyết bọn hắn biết tất cả mọi người thèm nhỏ dãi lấy bọn hắn nhà tài nguyên đâu bị khu trục ra tông môn không có tông môn che chở cùng bị diệt tộc không có gì khác biệt. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 100 Diệp Long Uyên sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là nhìn lấy trưởng môn, sau đó vừa nhìn về phía Hàn Phong. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi chỉ Hàn Phong nói ra, đều là ngươi, đây hết thảy nguyên nhân, đều là theo ngươi bắt đầu. Ngươi mới là lớn nhất cái kia người chết kia người. Nhưng không phải là bởi vì ngươi, đoạt ta yêu dấu Khương Sư muội, ta cũng sẽ không đi năm lần bảy lượt ám sát ngươi, chúng ta diệp ra danh tiếng liền sẽ không rớt xuống ngàn trượng. Như không phải là bởi vì ngươi đánh bại ta, ta cũng sẽ không đi phái người đồ sát phàm nhân cảnh luyện huyết đan, muốn đột phá trúc cờ. Như không phải là bởi vì ngươi, ta diệp ra liền sẽ không trầm luân đến nước này. Tất cả đều là tại ngươi, ngươi mới là cái kia kẻ cầm đầu, ngươi mới là hại chết những cái kia phàm nhân người, ngươi mới lớn nhất cần phải đi chết. Diệp Long Uyên vô sỉ suy luận, để chung quanh các đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Sống nhiều năm như vậy, thì chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mình làm nhiều như vậy chuyện xấu, lại đem trách nhiệm đều đẩy đến một cái khác người bị hại trên thân. Thật sự người bị hại có tội luận thôi. Trong lúc nhất thời, quần tinh xúc động phẫn nộ, vô số người lớn tiếng chửi mắng Diệp Long Uyên. Mà cái khác bốn nhà người đều biểu lộ nghiền ngẫm, nhìn lấy trận này náo nhiệt. Dù sao, bọn hắn lần này tới Âm Dương Tông, giám sát là giả, xem náo nhiệt là thật, cũng là đến xem Âm Dương Tông mất mặt. Hàn Phong nhìn lấy Diệp Long Uyên, cười lạnh nói diệp long uyên ngươi thật đúng là có thể một mực đổi mới vô sỉ hạn cuối đâu ta vốn cho là ngươi giết hại đồng môn đồ sát phàm nhân liền đầy đủ vô sỉ không nghĩ tới ngươi còn muốn đem nồi đen vung ra trên người của ta ngươi năm lần bảy lượt ám sát ta ta chỉ có thể bị động phòng thủ ngươi cùng ta bí cảnh quyết đấu mười mấy người đánh một mình ta ngươi giết người luyện đan ta đi điều tra chân tướng từ đầu tới đuôi làm chuyện xấu vẫn luôn là ngươi ta sai lầm gì cũng không có phạm qua kết quả là trong mắt ngươi, ngược lại là thành lỗi của ta rồi. Là chính ngươi hủy, chính ngươi, chính ngươi hủy toàn bộ Diệp gia. Là ngươi ghen tị và phẫn hận, cùng đối ta xem thường, hủy ngươi hết thảy. Ngươi là cao cao tại thượng Diệp gia thiên kiêu, dựa lưng vào cường đại Diệp gia, không coi ai ra gì, ai cũng xem thường. Ta chỉ là một cái không có chút nào thân phận bối cảnh tạp dịch đệ tử, ngươi chưa từng đem ta để vào mắt qua. Nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi còn có cái nào điểm so với ta mạnh hơn? ngươi lấy vẫn lấy làm kiêu ngạo tư chất, so ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Phía sau ngươi cái kia cường đại diệp ra, cũng thành mục tiêu công kích. Ngươi thành chó mất chủ, mà phía sau của ta còn có lấy mấy chục vạn tông môn đệ tử ủng hộ ta. Ta chính là muốn hủy ngươi hết thảy, để ngươi mất đi sở hữu, sau cùng lại giết ngươi, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hàn Phong Diệp Long uyên nghiến răng nghiến lợi, cái kia đỏ thẫm ánh mắt, hận không thể đem Hàn Phong tươi sống xé nát. Đúng vậy, thành như Hàn Phong nói, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy giờ phút này tất cả đều hóa thành bọt nước hắn giống như là cái dân cờ bạc một dạng thua mất hết thảy mà hàn phong thì là bên thắng ăn sạch phía sau hắn có diệp ra cây kia đại thụ che trời lúc này lại bị một cái nho nhỏ con kiến hôi cho đầy ngã tự gây nhiệt thì không thể sống hàn phong đã sớm hận thấu diệp long uyên không chỉ có muốn tại trên nhục thể giết chết đối phương trước lúc này ở trên tinh thần cũng muốn phá hủy hắn đã từng diệp long uyên cao cao tại thượng đối Hàn Phong chẳng thèm ngó tới, bây giờ hắn thành chó mất chủ, Hàn Phong muốn đem hắn đối tự mình làm hết thảy trả lại hắn. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Từ trước đến nay cũng là Hàn Phong tác phong. Diệp Long Uyên vô cùng muốn giết Hàn Phong, nhưng trung quy là không có động thủ. Thứ nhất là đánh không lại, thứ hai thì là hắn một khi động thủ, chung quanh những người kia liền lập tức có lý do đem hắn đánh chết. Diệp Đường bị trưởng môn tự tay phế trừ tu vi, vứt xuống mặt đất. Tại chỗ người Diệp ra, tại vô số người thoá mạ âm thanh bên trong, gánh lấy Diệp Đường trở về trong nhà mình. Cùng bọn hắn cùng nhau đi trước, còn thật nhiều trưởng lão cùng đệ tử. Đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, đều tại chờ lấy bọn họ dọn nhà, đều đang đợi lấy. Bọn hắn rời đi âm dương tông một khắc này. Hàn Phong không có đi, quay người hướng trưởng môn ôm trưởng cúi người chào nói. Đệ tử đa tạ trưởng môn theo lẽ công bằng chấp pháp, vì những cái kia chết oan dân chúng giải oan. Trưởng môn nhìn lấy Hàn Phong, răng giặc thở dài, nói ra, chờ bọn hắn rời đi, ngươi vẫn là muốn đuổi theo giết Diệp Long Uyên sao? Đúng vậy, trưởng môn, đệ tử đã sớm nói, cùng hắn không chết không thôi. Hàn Phong lạnh nhạt nói ra. Ai, tuổi còn trẻ, sát tâm quá nặng cũng không phải chuyện tốt, học sẽ buông xuống, học được tha thứ, để tâm tính của mình biến đến nhu hòa, tha thứ, có lúc cũng là một chuyện tốt. Hiện tại, tổ tiên pho tượng ngay ở chỗ này, ngươi cũng họ Hàn, cũng coi là Hàn tiên tôn hậu bối tử tôn. Liền không thể giống tổ tiên một dạng, lòng mang thiên hạ làm gương sáng cho người khác lòng dạ từ bi sao nghe trưởng môn hàn phong cười nói tổ tiên ở trên tha thứ diệp long uyên là tổ tiên sự tình nhiệm vụ của ta cũng là tiễn hắn đi gặp tổ tiên huống chi đệ tử nghe nói hàn tiên tôn cũng là một vị sát phạt quyết đoán người có một người đắc tội hắn hắn liền sẽ đi diệt đi đối phương cả nhà chảm thảo trừ căn chu này cửu tộc tại nhân tộc thống trị cái này thế giới trước còn có một cái cường đại ngoại tộc cùng nhân tộc đánh nhau vô số năm hàn tiên tôn tại thành tựu tiên tôn về sau trở thành thế giới tối cường giả đưa tay ở giữa liền tiêu diệt cái kia chủng tộc toàn bộ sinh linh một cái đều không lưu lại đệ tử chỉ là tuân theo tổ tiên ý chí thôi ai được rồi được rồi chính ngươi quyết định liền tốt sát ý quá nặng xác thực dễ dàng sinh sôi tâm ma nhưng nếu là tâm niệm không thông trong lòng tích tụ ngược lại cũng có thể tu luyện không thông tẩu hỏa nhập ma đây diệp ra rời đi tông môn về sau liên cung chúng ta tông môn không liên hệ chút nào các ngươi muốn làm cái gì liền đi đi tạ trưởng môn hàn phong ôm trưởng về sau liền chuẩn bị rời đi bỗng nhiên một bên huyết vân cung vương ải đứng người lên nói ra uy cái kia họ hàn tiểu tử trước đó ngươi không phải nói ngươi so với ta cường một chút xíu sao thời gian này các ngươi cũng thẩm phán xong vậy ta ngươi làm nhị tông đệ tử đánh một cuộc so tài hữu nghị luận bàn một chút cũng là nên à một bên âm dương tông mọi người sắc mặt đều có một chút không vui, huyết vân này cung người, cũng quá hùng hổ dọa người. Hàn Phong nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi ra ngoài, quẳng xuống một câu. Không rảnh, ta hiện tại muốn đi báo thủ. Nhìn lấy Hàn Phong rời đi thân ảnh, vương ải cười lạnh một tiếng, la lớn, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngươi lần này không đánh với ta, một tháng sau mân quốc bách kiêu thi đấu, ngươi khẳng định cũng muốn tham gia. Lấy ngươi tư chất cùng chiến lực, âm dương tông không có khả năng không phái ngươi đi, đến lúc đó, Người ta lại nhất quyết thư hùng. Hàn Phong không thèm để ý cái này ngu xuẩn, cùng Khương Tô Nhu cùng một chỗ hướng về dưới núi diệp ra bên kia bay đi. Bất quá vừa mới vương ải mà nói ngược lại là đưa tới Hàn Phong chú ý. Hắn hỏi Khương Tô Nhu nói, cái kia Mân Quốc bách kiêu thi đấu, là làm gì? Mân Quốc hoàng thất mỗi 10 năm cử hành một lần trận đấu, sẽ xuất ra rất nhiều phong phú phần thưởng. Đến cổ vũ những người trẻ tuổi kia dự thi, chỉ tại sàng chọn ra cả quốc gia bên trong ưu tú nhất tuổi trẻ tu đạo kỳ tài.